Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện tiếp theo Chúng ta cùng đón nghe tập 2, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận Cũng như đừng quên là đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn Còn bây giờ, à, chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng tập 2 Hai người ăn điểm tâm sáng cùng nhau Hân nhìn xem sắc mặt hôm nay cô tốt không Thấy cô bình thường, anh cũng đỡ lo lắng Anh trầm giọng Vết thương của em thế nào Có còn đau không Cô nhị nhàng đáp đỡ đau rồi à? hả Không động tới thì không đau Chỉ xung quanh vết thương có chút bầm thôi Anh lên tiếng thúc giục cô Ừ ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa Bởi vì nãy giờ Phần của cô ăn mãi chưa thế hết Anh mới lên tiếng nhắc nhở cô Với cả anh có đến công ty sớm có chút việc Cô nói Anh có thể đến công ty trước mà Cô chưa ăn xong với lại còn sớm mà anh thì cần gì phải hối cô chứ hơn nữa anh có thể đi trước cô anh không trả lời chỉ dùng ánh mắt nhìn cô và rồi anh ngồi đó đợi đến khi cô ăn xong hai người cùng rời khỏi nhà trước giờ anh chưa từng chờ đợi ai nhưng bây giờ anh phá lệ vì cô anh đến công ty thì gọi trợ lý trần vào phòng gặp mình trợ lý trần lên tiếng chủ tịch gọi tôi Cậu gửi đoạn video này cho các nhà báo Và hợp đồng giữa Chu Thị Phó Thị chấm dứt cho tôi Cậu thu mua thêm cổ phiếu ở Chu Thị Không được truyền ra ngoài Có nữa Lê Thị đang do ai điều hành Anh lạnh giọng ra lệnh Anh không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu Bọn họ đắc tội với cô Sao anh chịu để yên Trợ lý Trần đáp Lê Tuấn đã lên chức tổng giám đốc thưa chủ tịch Lê Tuấn là em trai của bà Lê Châu Bà ta gả vào Chu gia thì không còn làm việc ở Lê Thị nữa Nhưng bà vẫn có cổ phần ở công ty đó Thôi được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi Anh suy nghĩ một lát thì trả lời Vâng chủ tịch, tôi đi làm ngay Trần Hạo biết vụ hôm qua Anh đoán chắc hôm nay anh mới ra tay dạy dỗ bọn họ Nhưng đúng thật, anh đang thắc mắc Anh ta có tình cảm với cô rồi hay sao Vì sao anh lại ra sức bảo vệ cô như vậy Trước giờ anh không động lòng với ai Nhưng bây giờ anh yêu một cô gái nhỏ hơn mình 10 tuổi Chủ tịch của anh cũng biết chọn người thật Trợ lý Trần làm nhiều việc Nên vụ của Lê Thị anh giao cho phó hành Bà Châu rất mạnh miệng Để xem bà ta còn dám thái độ với cô nữa không Em nghe Thấy anh mình gọi đến phó hành bắt máy Anh có một số việc giao cho em đấy Làm cho tốt vào Tuy phó hành ham chơi nhưng những câu việc anh giao thì đều làm rất tốt phó hành cũng thông minh nhạy bén trong mọi việc em biết rồi có chuyện gì thế ạ à? liên quan chị dâu đúng không anh phó hành không nhanh không chậm lên tiếng bình thường chẳng ai ngốc đụng với anh làm gì bây giờ bên cạnh anh còn có vân cho nên điều khiến anh nổi giận chỉ có thể liên quan tới cô ấy ừ, anh muốn em để ý tới lê thị một chút nói vậy phó hành hiểu ý anh em hiểu rồi anh cứ yên tâm Khó khăn lắm anh mới có chị dâu Cho nên phó hành phải giúp đỡ anh mình một tay Anh điều tra xem có chuyện gì xảy ra trước đã Vân còn nhỏ nên không hiểu hết mọi chuyện được Cho nên vụ này anh giải quyết thay cô Bây giờ hơn 9 giờ sáng Vẫn chưa thấy tin tức nào liên quan chuyện hôm qua Lão Chu có chút nhẹ lòng Lão gia Chu lo lắng từ hôm qua đến bây giờ Xem ra anh quên mất chuyện này rồi Nhưng không vui mừng được bao lâu Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của lão vang lên Chuyện gì thế? Là ông chính gọi Lão Chu nhanh chóng bắt máy Ba, các mặt báo đưa tin về Chu gia chúng ta Cổ phiếu công ty cũng giảm Bây giờ phải xử lý thế nào đây ba? Ông chính gấp gáp nói Ông ta vừa được trợ lý của mình thông báo lại Và cũng đã coi tin tức Chưa đầy 15 phút Cổ phiếu Chu Thị giảm dần Hình ảnh cũng như đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng Lão Gia Chu nghe điều này thì tức sôi cả máu Nếu anh đã làm như vậy Đừng trách vì sao ông khâu khách giáo Biết là phó gia lớn mạnh Nhưng Chu Gia của ông không dễ ức hiếp Bắt đầu từ nay Chu Gia phó gia không đội trời chung nhất định Lão Gia Chu trả món nợ này Lão Gia Chu đáp Xem tình hình trước đi Lát ba sẽ đến Làm sao lão chịu để công ty của lão phá sản chu thị là công sức cả đời mà chu giang cố gắng nên lão không dễ dàng từ bỏ tên tước được lan truyền khắp nơi ngay cả mẹ của anh cũng biết bà đinh mễ liền gọi cho anh hỏi rõ vấn đề hân à có chuyện gì thế con con với con gái chu gia liên quan tới nhau à chẳng phải vân nó là bạn gái con này phó thừa hân con nói dối mẹ đấy đúng không bà đặt ra hàng loạt câu hỏi cho anh bà chưa biết cô con gái của chu gia nên bà mới hỏi anh nhiều như vậy Mà đúng là thế Bà đọc tin tức thì biết Anh và con gái Chu Gia có qua lại với nhau Nên Hân mới làm những điều này Nhưng mà còn Vân thì sao Bà rất thích cô Nên bà muốn hai người ở bên nhau Vân là con gái Chu Chính Hôm qua cô ấy bị thương Phần lớn nằm ở Chu Gia Những video mẹ thấy đều là thật à Rảnh rồi con nói thêm với mẹ sau Anh chỉ nói sơ qua một lượt cho mẹ mình hiểu con bé bị thương sao không nói với mẹ Được rồi chiều nay mẹ đến thăm nó Bà lo lắng không thôi Bây giờ mà mới biết cô là tiểu thư Chu Gia Người mà Chu Gia muốn liên hôn Thực sự bà không để ý thân phận cô Dù cô là ai thì bà vẫn thích Hai người nói thêm vài câu nữa thì tắt máy Hân bắt đầu vào công việc của mình Cho đến 11 giờ trưa cô về đến công ty Cô đi vào phòng để thông báo với anh mình đã có mặt rồi Em về rồi ạ à? cô cười tươi nói với anh anh trầm giọng ừ qua đây anh kêu thì cô làm theo thôi cô đi đến cạnh anh anh dùng tay vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho cô ngồi xuống em mau lên cô do dự một lát ngồi lên đùi anh nhưng vẻ mặt cô lúc này rất ngại ngùng lúc này hân thuận tay ôm lấy cô ôm cô như vậy sẽ thích hơn nhiều học thế nào có tốt không đấy anh cúi đầu nhìn cô hỏi dạ tốt ạ à? Vân ngước mặt nhìn lên Nhưng vừa hai anh cúi đầu xuống Khoảng cách hai người rất gần Cô thấy vậy xoay mặt hứa khác Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô Anh kìm lòng không được muốn hôn Nghĩ là làm Anh dùng tay nâng cầm cô lên Áp môi mình vào môi cô Lúc này Vân trợn tròn mắt Anh làm cái gì thế này Đây là nụ hôn đầu của cô đấy Anh tên lưu manh này Anh dám hôn em à Cô đẩy anh ra còn vùng vẫy để thoát khỏi anh Nhưng anh không biết xấu hổ ôm chặt cô trong lòng anh nhìn cô với vẻ mặt thích thú. "Vì sao anh lại không dám hôn em? Em xem mặt em đỏ hết lên rồi này." Anh lên tiếng trêu chọc, tay còn chạm gò má cô. Môi cô rất mềm, anh thực sự muốn chạm vào môi cô thêm lần nữa, nhưng anh phải để cô thích ứng nữa chứ. "Em không có, mà anh đừng có trêu em. Đó là nụ hôn đầu của em, vì sao lấy mất chứ?" Cô thẹn quá hóa giận, vung tay đánh vào ngực anh. Cô chưa quen ai Cũng chưa thân thiết với người đàn ông nào khác Và cô cố gắng giữ nụ hôn đầu của mình Dành cho người cô yêu Vậy mà anh lại cướp đi mất Cô thực sự muốn đánh chết anh Anh nhàn nhạt, nhạt, nói Anh chịu trách nhiệm với em Em không cần Cô nói xong cong chân chạy đi Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi anh Cô không ngốc mà quay lại đó để anh trêu mình Cô ngồi vào bàn làm việc Bắt giác tay cô sờ lên môi mình Và cũng nở nụ cười không rõ ý gì nhưng nói đúng ra cô ấn tượng với nụ hôn của anh một lát sau bà phó đi thẳng đến công ty vừa vào thấy cô đang ngồi đó làm việc bà để ý vết thương được băng lại trên trán cô chắc do người chu ra làm vân à bà cất giọng gọi cô cô thấy mẹ anh đến thì nhanh chân đi tới chỗ bà dạ ba gái mới đến à cô đưa bà vào phòng anh vì chuyện khi nãy cô còn ngại cho nên cô cũng không dám nhìn anh lấy một cái Bà đặt hai phần cơm lên bàn Mẹ mang cơm đến cho hai đứa đây Khi nãy bà ghé qua phó viện của anh Quả dẫu nói cô đến công ty làm việc cùng anh cho nên bà tới đây Anh lên tiếng Mẹ cứ để đó đi ạ Ánh mắt anh nhìn qua cô Nhưng thấy cô không để ý tới mình thì có chút khó chịu Cô giận anh đấy à Bà biết nhưng bà lại hỏi cô Này chán con bị sao thế hả Vân Không ạ không sao đâu ạ Con bị té một chút thôi anh ấy cũng bô thuốc cho con rồi Bác gái đừng lo ạ Chuyện gì giấu được thì cô phải giấu thôi Thế thì sau này nhớ cẩn thận một chút Biết không hả Bà tỏ vẻ mình chưa biết chuyện Chắc cô có điều gì đó khó nói Cho nên nói dối như vậy Thân phận cô từ từ bà sẽ tìm hiểu sau Cô cười đáp Dạ vâng có biết rồi ạ Mẹ ngồi nói chuyện với hai người một chút Rồi mới ra về Vân dọn cơm cho anh Anh ngồi đó ngắm nhìn cô Hiện tại trong mắt anh cô là cô gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn Mọi thứ khiến cho anh rất hài lòng Còn người ta khi yêu vào sẽ khác nhỉ Hai người tan ca là lúc 8 giờ tối Vân vào phòng thay đồ xong liền xuống bếp nấu chút đồ ăn Quả dâu bày ra bàn đồ ăn ngon Nhưng đột nhiên cô lại muốn ăn những món trước đây mà mình hay làm Vân vào bếp tự mình làm Nhờ quả dâu vẫn được Nhưng như thế lại làm phiền người khác Một lát sau Hân đi xuống thấy cô loay hoay trong bếp Cô định làm gì thế kia Trong khi quản gia Âu đã chuẩn bị đầy đủ Em làm gì đấy Em đang nấu ăn Chờ chút sắp xong rồi Cô chỉ làm vài món đơn giản rất nhanh sẽ xong thôi Anh ngồi đó nhìn cô Lúc này đây Cô rất ra dáng người phụ nữ trưởng thành Vài phút sau Cô bày các món mình vừa nấu ra Hai người bắt đầu dùng bữa Muốn ăn thử đồ ăn mình nấu xem ngon hay không cho nên Vân gắp vào chén anh một ít Anh ăn thử đi Xem xem có hợp khẩu vị của mình không Anh không tự chối ý tốt của cô Vừa ăn thử một miếng Thư ăn cô nấu cũng không tệ Thế nào Ừ tạm được Tạm được thôi à Cô nghe đáp án của anh thì bĩu môi Anh quá kén ăn rồi đấy Nhưng cũng không trách anh được Bởi vì mỗi người thì có một khẩu vị khác nhau mà Nhưng anh trong bữa cơm chỉ ăn mỗi đồ cô nấu Vân nhìn anh không chớp mắt đó là phần của cô vì sao anh lại dành chứ nhưng rồi cô không nói gì trông anh ăn ngon miệng thế cơ mà chuông reo lên là chu tống gọi thấy số anh gọi tới vân úp mặt điện thoại xuống bàn cô không muốn bắt máy và nói chuyện với anh anh ngồi bên cạnh đương nhiên là biết ai gọi hân không nói gì tiếp tục dùng cơm điện thoại cô tiếp tục đổ chuông vân bày ra khuôn mặt khó chịu vì sao chu tống cứ gọi điện làm phiền cô thế này anh trầm giọng lên tiếng là ai gọi đấy Không chỉ cô Mà anh cũng không vui vẻ gì Ừm Là chu Tống Cô không giấu giếm gì Cũng nói thẳng với anh Anh không nói không rằng Lấy điện thoại của cô bắt máy Muốn xem xem người kia nói gì vâng à sao giờ mới bắt máy Anh có chuyện muốn hỏi em chu Tống thấy cô bắt máy Anh vội lên tiếng Nhưng anh chưa phát hiện ra người đó không phải là cô Vấn đề anh hỏi đương nhiên anh biết anh ở chu thị hôm nay chu thị xảy ra chuyện chẳng nhẽ anh không biết à anh lạnh giọng chuyện gì thế anh cũng đã dặn dò bên phía chu ra không được làm phiền tới cô bọn họ dường như xem thường lời anh tôi muốn gặp vân phiền anh chuyển máy cho em ấy giúp tôi chu tống im lặng vài giây rồi cất giọng nói anh ta biết anh đang ở cùng cô cho nên chu tống mới nói vậy anh chậm rãi trả lời cô ấy đang ngủ đừng làm phiền đến vợ tôi nếu như cậu không muốn Chu Thị gặp rắc rối thêm lần nữa, cậu nên hiểu chuyện một chút đi. Anh nói xong tắt máy. Anh không thích anh ta cứ mãi gọi điện cho cô, càng không thích Vân qua lại với cái tên Chu Tống kia. Sau khi tắt máy, Hân không ngần ngại vứt cái điện thoại của cô vào ly nước bên cạnh. Vân thấy vậy bất ngờ không thôi. Vì sao anh lại làm như thế chứ? Này này này, Phó Thư Hân, anh bị điên đấy à? Là điện thoại của em, khó khăn lắm mới mua được, vì sai làm hư thế à? Cô vội vàng lấy cái điện thoại của mình ra khỏi ly nước Thử xem nó còn dùng được không Ôi má ơi Nó đơ luôn toàn tập rồi Nếu anh không hài lòng chỗ nào thì nói với cô Hà cớ gì vứt điện thoại của cô đi Tức chết cô rồi Anh nhìn cô cất giọng Ngày mai anh mua điện thoại mới cho em Anh không muốn chú Tống gọi điện cho cô Nên mới làm thế Và lại điện thoại của cô cũng cũ rồi Anh mua cái khác tốt hơn cho cô Nếu ngày mai không có Em đánh chết anh đấy anh làm hư thì nhất định phải mua cho cô rồi Lời hăm dọa của cô khiến anh buồn cười Xem ra người phụ nữ này lá gan thực không nhỏ Nhưng anh lại thích cái tính cách này của cô Khoảng 9 giờ tối Cô mang tập vở đến thư phòng tìm anh Có một số câu hỏi cô không hiểu cho lắm Cho nên nhờ anh giúp đỡ Em không hiểu chỗ nào Thấy cô mang tập qua tìm mình Thì anh cũng biết lý do Không cần cô mở lời Vừa đi vào phòng anh lên tiếng trước chỗ này anh giải thích giúp em với cô mở ra chỉ cho anh để cô ngồi cạnh mình anh bắt đầu giảng bài cho cô hiểu vân rất chăm chú lắng nghe nhưng công nhận một điều anh thông minh thật câu hỏi khó cỡ nào thì anh vẫn trả lời được còn nữa anh giải thích cho cô rất dễ hiểu vì sao trước đây anh không làm thầy giáo nhỉ anh ngồi nhìn cô chăm chú làm bài dáng vẻ khiến anh say mê không có lối thoát với người khác Vân là cô gái bình thường Nhưng trong mắt anh Cô có sức hút rất đặc biệt Cô ngước mặt nhìn anh Anh xem em làm có đúng không nào Vì khoảng cách quá gần Mô cô chạm vào gò má anh Cô nhận ra rồi nhanh chóng xoay đầu lại Khuôn mặt cô đỏ ửng vì ngại Tim đập nhanh tới nỗi như sắp nhảy ra ngoài rồi Đúng là xấu hổ chết mất Anh đưa tay xoa xoa đầu cô Em đang ngại đấy à Giọng của anh đôi phần trêu chọc cô anh không ngại Ngược lại rất thích là đằng khác Học xong rồi đấy Em em về phòng trước đây Cô lắp bà lắp bắp nói Vân nhanh tay thu dọn tập vở Vội vội vàng vàng chạy ra khỏi thư phòng của anh Cô ngại sắp chết rồi Thế mà anh buông lời trêu chọc cô à Làm cho cô mặt mũi nào mà ở lại nữa Anh mỉm cười Nhận được nụ hôn của cô Xem ra tối nay ngủ ngon rồi đây Cô ấy đúng là trẻ con thật được biết tầm 6 giờ hơn thì anh đi làm Cho nên bà Châu sáng sớm có mặt ở phó viện biệt thự của anh Công ty Lê Thị từ hôm qua đến nay bị phó thị chèn ép lỗ vốn rất nhiều Bà ta biết ngay ai làm Hơn nữa bà Châu không thể trơ mắt Nhìn tập đoàn Lê Thị bị phá sản Nên hôm nay bà ta tới đây gặp anh nói chuyện Bà vừa đi vào thì lên tiếng cầu xin anh Phó Tổng à Xin cậu tha cho Lê Thị của chúng tôi lê gia chỉ là gia tộc nhỏ sao chịu đổi sức ép của phó gia tha ư vậy lúc bà đánh vân bà có ý định tha cho cô ấy không anh lạnh giọng đáp nếu không có anh cô bị bà ta và đám người chu gia hành hạ tới chết bà ta không có tư cách đến đây cầu xin anh tha cho lê thị là là tôi sai tôi thực sự sai phó tổng xem như cậu nể mặt chu gia nuôi tiểu vân khôn lớn mà tha cho lê thị được không bà mặt dày năn nỉ anh bà ta biết nếu hôm nay không chịu tha cho lê thị chắc chắn công ty không trụ nổi anh tức giận nói nể mặt á bà dám nói câu đó với tôi á chu gia các người đối xử với cô ấy như thế nào tôi không tính với chuyện trước đây đã là may mắn với các người rồi chu gia là cái thá gì mà để anh nể mặt bọn họ chu gia đối với cô thế nào anh biết rõ vậy mà bà châu có mặt mũi nhắc đến ơn nghĩa kia bà ta không biết xấu hổ à chưa tới phòng khách nhưng cô nghe thấy tiếng của anh vân tưởng rằng có chuyện gì xảy ra cô nhanh chân đi xuống là lê châu à sao bà ta ở đây vân à dì xin lỗi con mong con tha thứ cho dì chỉ cần con nói giúp với phó tổng một tiếng nếu không lê thị phá sản mất dì xin con đấy Bà Châu thấy cô đi tới Vội vội vàng vàng nắm tay cô Miệng không ngừng cầu xin cô nói giúp mình Anh bảo vệ cô như thế Chắc chắn nghe lời cô mà Bây giờ cô mới biết Hân đang giúp mình trả thù Và gây khó dễ với bọn họ Cô không nghĩ anh làm nhiều chuyện vì cô như vậy Cô cảm động trước sự bênh vực của anh Người đàn ông này thực sự quá tốt với cô mà Cô gạt tay bà Châu khỏi người mình Chuyện anh ấy làm tôi không xen vào Bà đi thuyết phục anh ấy chỉ khi có chuyện gì bà ta mới nói những lời ngon ngọt với cô Nhưng Vân không dễ bị bà ta lừa như vậy Mặc dù bà Châu không cam lòng Nhưng bà ta hạ thấp mình vì tập đoàn một chút cũng chẳng sao Bà ta tiếp tục dùng lời ngon ngọt với cô Vân, chỉ cần con đồng ý giúp gì Con đưa yêu cầu gì, chuyện gì cũng được Gì sẽ làm Vân xoay đầu nhìn anh Cô không muốn giúp bà ta và cô cũng không muốn xen vào chuyện của anh, nhưng bà Châu cứ cầu xin cô mãi khi cô cảm thấy phiền. Anh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Thôi được rồi, nếu bà đồng ý chuyển 5% cổ phần bà nắm giữ Lê Thị qua cho Tiểu Vân, tôi sẽ tha cho công ty." Anh biết trong tay bà nắm cổ phần Lê Thị, cho nên anh mới đưa ra điều kiện như vậy. Nếu bà ta chuyển cho cô, thì Vân sẽ là cổ đông công ty, sau này anh càng dễ khống chế Lê Thị. Tôi nghe anh nói thế bà ta do dự không đồng ý cổ phần ở lê thị bà ta bán đi kha khá bây giờ chỉ giữ lại một ít nếu chia cho cô bà ta cũng chẳng còn bao nhiêu cả làm sao bà ta có thể đồng ý được đây thấy bà châu mãi do dự không đồng ý hân cũng chẳng còn kiên nhẫn quản ra âu à tễ khách đi khoa khoa đã nghe anh lên tiếng bà ta giật mình đáp lại được rồi tôi đồng ý Tôi sẽ chuyển 5% cổ phần của mình qua cho Vân Và cậu không được làm hại đến Lê Thị nữa 5% thôi mà Với lại cô chẳng biết gì cả Sau này bà ta bác cô trả lại Tôi cho bà một tiếng chuẩn bị Nếu bà không làm đúng như lời tôi nói Bà hiểu rồi đấy Anh không quên nhắc nhở bà ta Hân biết chắc Kiểu gì thì bà Châu cũng đồng ý Vì cứu công ty bà ta không thể không nghe theo anh Được 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 tôi hiểu mà Bà nói xong thì bước ra khỏi phó viện Bà hiểu tính anh Nếu không làm theo ý anh Thì Lê Thị sẽ càng gặp nguy hiểm Đây là cách cuối cùng rồi Bà quay qua nhìn anh Vì sao anh muốn lấy 5% cổ phần Lê Thị cho cô Cô còn rất nhỏ tuổi Không hiểu bất cứ thứ gì về kinh doanh cả Anh đưa nó cho cô Liệu có ổn không Cô nhẹ giọng Hân à Em không lấy 5% cổ phần đó đâu Anh cứ giữ đi không sao đâu Từ từ anh chỉ dẫn cho em Anh cười nhẹ đưa tay vuốt tóc cô Cô cũng chẳng biết sao cả Vì có anh đứng sau rồi còn gì nữa 5% chỉ là lấy tên cô thôi Những chuyện khác thì anh lo liệu Cô cũng chỉ biết đáp vâng một tiếng Anh đã nói vậy Cô trả lời thế nào đây Anh muốn chỉ dạy cho cô Thì cô sẽ cố gắng học hỏi thêm Khoảng chừng 6 giờ 45 phút Cô có mặt ở lớp của mình Này Hai cậu thử nói xem Khi yêu con người ta có biểu hiện gì nhỉ Cô nhìn hai người bạn của mình lên giọng hỏi Thực sự cô chưa xác định rõ tình cảm của mình Cô muốn hỏi thêm bạn mình xem thế nào Chi với Vi thì có chút kinh nghiệm cho nên cũng hỏi cô Này Vân, đừng nói với bọn tớ Cậu đã biết yêu rồi đấy nhá Là Phó Thư Hân à? Cậu yêu anh ấy à? Chi cũng vui vẻ tiếp lời Anh không quá tệ, có quan tâm tới cô nên việc cô yêu anh cũng là chuyện bình thường Quay biết anh đã lâu Nhưng Chi chỉ thấy Hân đối xử tốt với một mình cô thôi Và lại hai người ở cạnh nhau một tháng rồi Không nảy sinh tình cảm thế mới là lạ Cô ngại ngùng khẽ gật đầu Mỗi lần nhắc đến tên anh Cô có cảm giác có cái gì đó khó tả Như lời Chi nói Cô thực sự yêu anh rồi à? Thôi thì cứ để thời gian trả lời tất cả Ba người nói chuyện thêm một chút nữa Thì bắt đầu vào giờ học Nhờ anh hướng dẫn bài cho cô Hôm nay Vân làm kiểm tra rất tốt Đúng như ý anh Sau khi bà cho về 7 giờ sáng bà làm xong thủ tục Chuyển 5% cổ phần qua cho Vân đứng tên Cổ phiếu chu thị thế nào? Anh cất giọng hỏi trợ lý Trần Trợ lý Trần đáp Vẫn đang giảm thưa chủ tịch Bọn họ liên hệ với các nhà báo Trả một số tiền khá lớn để xóa hết bài viết không hay về mình Chuyện này qua một ngày Nhưng xem ra cổ phiếu chu thị Vẫn không tiến triển gì mặc dù bọn họ làm mọi cách để gỡ các bài báo kia, nhưng dù xóa, danh tiếng Chu ra cũng giảm đi rất nhiều, động đến người phụ nữ của anh không có kết cục tốt đâu. Thôi được rồi, ra ngoài đi. Dạ vâng, chủ tịch. Hân cười nhạt. Chu Giang là một người không dễ đối phó, nhưng anh cũng không phải người dễ bắt nạt hay chịu thua lão già đó đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Con nghe ạ. À? Là ba anh gọi tới Trưa nay về phó ra ba có chút việc Vâng con biết rồi ạ Bà phó biết chuyện Thì chẳng nghĩ ba anh không biết Hôm nay ông gọi về chắc là cũng vì vấn đề này Tất nhiên anh không sợ ba trách móc Về chuyện gây sự với chu gia Trước giờ ông bà không bao giờ xen vào việc của anh Canh đúng giờ thì cô về Anh đã đợi cô ở trước cổng trường Thấy cô bước ra Anh như thói quen mở cửa sẵn cho cô Sao nay anh đến đây thế Cô nhanh chân đi tới chỗ anh hỏi Thường ngày công việc của anh rất bận Làm gì có thời gian đến trường đón cô đâu Nhưng hôm nay vì lý do gì Anh xuất hiện ở đây nhỉ Đón em thôi Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cô Cô nhìn anh nở nụ cười Ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc Tuy hành động nhỏ thôi Nhưng cô hiểu được nó ấm áp đến nhường nào Vào thôi Sợ cô bác cẩn đụng đầu vào xe Anh lấy tay che cho cô Trước giờ anh chưa từng làm những việc này cho ai cả Ở bên cạnh cô lâu Có phải anh dần trở nên hiểu chuyện Biết quan tâm người khác không Tài xế rất nhanh lái xe Vì đứa anh đến đón Cho nên cô trong lòng vui lắm Tận bây giờ cô cứ ngồi cười tủm tà tủm tỉm Chỉ là đến đón thôi Sao lại vui thế nhỉ Ôi chết sắp điên mất rồi Chúng ta có đi nhầm đường không Đây đâu phải đến công ty Vì đường đến công ty cô dành rồi nhưng sao nay đi được khác nhỉ Đến phó gia một chút Thì ra đến phó gia Cô chỉ đi có một lần nên cũng chưa quen đường Và phút sau hai người đến nơi Cô cùng anh đi vào bên trong Vào phòng khách thấy ba mẹ anh ngồi đó Có có cả phó hành nữa Cô chào hai bác ạ à? Vân gật đầu với phó hành một cái rồi thôi Bà phó vui vẻ đáp Vân à con ngồi đi Bà để ý vết thương của cô không sao rồi không sưng nữa rất nhanh sẽ mau hết thôi. Thế anh ngồi xuống, cô cũng ngồi cạnh anh. Đây là phó gia, cô không dám tùy ý làm gì. Anh ở đâu thì cô sẽ ở đó. Quản gia bùi dọn cơm trưa xong thì mọi người vào bàn ăn. Ông bà phó ngồi trước, sau đó là anh, cô và phó hành. Phó hành nói: chị dâu à, nào ăn đi, em gắp cho chị ạ. À? Anh thấy cô không được tự nhiên, cho nên phó hành gắp thức ăn và chén cho cô để đây hai lần nhưng lần nào cũng ngại xem ra cô vẫn còn chưa quen cô nhẹ giọng cảm ơn cô ấy không thích món này đâu hân lên tiếng hân cũng rất nhanh di chuyển hết đồ ăn mà phó hành vừa gắp cho cô và chén mình thay vào đó tự mình gắp đồ ăn khác cho cô phó hành nói của chị dâu mà vì sao anh dành thế anh ta chỉ gắp thức ăn cho cô anh trai của mình ghen cái gì đúng là không hiểu nổi có phải càng lớn tuổi càng khó khăn không nhỉ cô lên tiếng đáp, không sao đâu, cái này phó hành anh ăn đi. trong bữa cơm không thể để hai người cãi nhau được, cho nên vân lên tiếng giảng hòa. hai anh em nhận này làm sao vậy chứ? Xong bữa cơm ông phó gọi anh và phó hành ra phòng khách nói chuyện. cô gái đó là tiểu thư chu gia, vì sao ban đầu con lại giấu chuyện này? ông nghiêm giọng nói với anh, anh đáp, cô ấy trước giờ không liên quan chu gia, cho nên con không cần thiết phải nói ạ. Chị bà phó mong có con dâu Còn ông ngược lại Đàn ông bao nhiêu tuổi mà kết hôn không được Quan trọng tìm người phù hợp với mình Ông không ép con mình lập gia đình sớm Nhưng dù sao anh yêu ai Thì cũng nên nói rõ cho hai ông bà biết Ông tiếp tục nói Bên chu gia Lão gia họ chu đó không dễ dàng bỏ qua Chắc chắn bọn họ cũng đang tính toán hãm hại chúng ta Phó hành đáp Vâng Con với anh hai cũng đang suy nghĩ vấn đề đó ạ anh và phó hành tính toán từ lâu rồi Để xem bên kia làm cái gì Bọn họ muốn đối đầu chúng ta Thì cũng phải chuẩn bị kỹ càng Ông lên tiếng Trước tiên con cho người theo dõi bảo vệ Vân Bọn họ không nhắm vào con được Chắc chắn tìm cô gái bên cạnh con Dù sao anh và cô bên nhau rồi Tất nhiên phó gia phải có trách nhiệm bảo vệ cô Có biết rồi ạ Anh chậm rãi trả lời bà Trong đầu anh nghĩ tới chuyện mà ông vừa nhắc Nhưng vẫn chưa thực hiện được Hân nhìn thấy cô đi đâu đều có người của mình đưa đón Sau khi cô tan học cũng về công ty của anh xem chừng Nhưng vì bảo vệ an toàn cho cô Anh sẽ điều người đi theo cô chặt hơn Hơn 12 giờ trưa Anh và cô bắt đầu trở về công ty thẩm mỹ xin để làm việc Cô ngập ngừng Hình như Hình như ba anh không thích em đúng không Một phần muốn hỏi Một phần thì không Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn hỏi thẳng anh bởi vì đây là lần thứ hai cô đến phó gia dùng cơm nhưng thái độ ba anh vẫn rất lạnh nhạt với cô ngay khi cô chào ông cũng không hề đáp lại cô câu nào người hay tự ti về bản thân mình như vân thì chắc chắn suy nghĩ nhiều thứ mẹ anh thì không sao nhưng ba anh có vẻ nghiêm thật chắc chắn ông không hài lòng với cô rồi dù sao đi nữa phó gia là gia tộc lớn anh còn là đại thiếu gia ông phó sao chấp nhận cô được đúng chứ nghĩ tới đây tâm trạng cô cũng buồn đi không ít anh nhẹ giọng đáp không phải đâu mọi người đều thích em đặc biệt là mẹ anh tính cách ba anh trước giờ như thế cô hỏi vậy chắc chắn hiểu lầm ba anh rồi vậy anh có thích em không cô im lặng vài giây lên tiếng hỏi anh thêm lần nữa ánh mắt mong chờ của cô nhìn chằm chằm anh cô thực sự muốn nghe câu trả lời của anh anh bỗng im lặng không trả lời cô hỏi đột ngột thế này anh biết phải làm sao Thế anh mãi không đáp Cô hiểu được câu trả lời là gì Trong lòng có chút thất vọng Cứ tưởng anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ Nhưng không Là cô ảo tưởng Cứ nghĩ anh đối tốt, bảo vệ quan tâm Thì sẽ có tình cảm với mình Hay à, Vân ơi là Vân Mày nghĩ quá nhiều rồi đấy Cô gượng cười Thôi, xem như em chưa hỏi gì ạ Không sao Anh không thích cô cũng được Dù sao mối quan hệ hai người chỉ là giả thôi mà Hết một năm cô dọn đi Và rồi cũng quên đi anh Câu hỏi của cô không hề khó đối với anh Nhưng anh không thể mở miệng nói Thích cô không à Thật lòng mà nói Anh có tình cảm với cô rồi Nhưng anh muốn xác nhận rõ cho nên mới im lặng Anh biết mình làm vậy là sai Anh cũng thấy rõ ánh mắt thất vọng của cô Nhưng bây giờ nếu anh trả lời Thì có phải quá muộn rồi không Bầu không khí im lặng kéo dài Để khi chiếc xe dừng ở trước công ty Vân đã đi vào trước anh Bình thường cô còn đợi anh vào cùng Nhưng bây giờ Vân lại không muốn gần anh Anh lặng lẽ vào phòng làm việc của mình Nhưng cuối cùng thì anh không tập trung vào công việc được Bây giờ anh suy nghĩ Lúc đó mình thực sự ngu ngốc Vì sao lại chọn cách im lặng nhỉ Đúng là Khoảng tầm 6 giờ chiều Vân thấy anh chưa tan ca Cô sắp xếp đồ đạc của mình vào túi Sau đó tắt máy tính Anh Trần khi nào chủ tịch hỏi Thì nói em về rồi nhé Cô xoay qua nói chuyện với trợ lý Trần Trợ lý Trần gật đầu đồng ý Được rồi, để anh gọi tài xế cho em Không cần đâu em gọi rồi Em về trước đi ạ, cảm ơn anh Cô nói xong nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc Đi tới thang máy Lúc nãy Vi và Chi hẹn cô đến ba Và rồi cô cũng đồng ý Cô không muốn nói với anh vì cảm thấy chẳng cần thiết Anh bận việc cho nên cô cũng không muốn làm phiền Xuống tới công ty Có hai người bạn của cô tới đón Này, tớ mang cho cậu đồ thay rồi đấy Ừ, cảm ơn cậu Cô cười cười nhận lấy túi đồ từ chi Trên người cô mặc đồng phục học sinh Không thể vào ba được Quán ba khá gần công ty Chỉ chạy khoảng 10 phút tới nơi Ba cô gái cũng nhanh chóng đi vào trong Tớ muốn uống rượu Lời nói của cô khiến cho Vi và Chi bất giác xoay đầu nhìn Vì sao hôm nay lại muốn uống rượu Có chuyện gì à Thôi được rồi vì đáp Thấy lạ nhưng hai người kia cũng không từ chối lời của cô Cậu sao thế, sắc mặt cũng kém đi à?" Hai người nhìn nhau, cuối cùng Chi lên tiếng hỏi cô. "Phó thừa Hân, anh ấy không thích tớ?" Vẻ mặt của cô ủ rũ hiện ra khi nói câu này, nhìn bộ dạng cô không khác gì người thất tình cả. Sao cậu biết anh ta không thích cậu? Cô không nhanh không chậm kể hết chuyện lúc trưa cho bạn mình nghe. Cô cố ý hỏi anh, nhưng anh chẳng trả lời cô câu nào. Anh không đáp cũng có nghĩa không có tình cảm với cô Thử hỏi xem trong lòng Vân có ý với anh Nhưng chưa gì anh thẳng thừng từ chối cô Làm sao mà cô lại không buồn Vì tiếp tục lên tiếng Chỉ vậy mà cậu muốn từ bỏ Không thích thì cậu phải làm cho anh ta thích cậu Hiểu chưa Nhưng tớ biết làm cách nào Ngay cả kinh nghiệm cô không có Sao khiến anh thích mình được Và lại tính các anh cứng cứ rắn Dù cô làm gì thì cũng vô nghĩa thôi Trời đất ơi sao ngốc thế nhỉ Vi và Chi ngồi đó giải thích Bày kế hoạch cho cô theo đuổi được anh Anh quan tâm cô như vậy Bọn họ không tin là anh không có tình cảm với cô Khi anh tan ca là 7 giờ tối Anh bước ra khỏi phòng làm việc Nhìn qua bàn cô chẳng thấy Vân đâu cả Chẳng phải khi nãy cô vẫn ở đây à Anh cất giọng Trợ lý Trần này, Vân đâu rồi Dạ, cô về phó viện trước rồi ạ Trợ lý Trần giật mình đáp Anh có cần tỏ thái độ lạnh lùng đó không khiến cho trần hạo nhìn tôi cũng cảm thấy sợ về phó viện à có bao giờ cô về trước anh đâu anh không nói không rằng lấy điện thoại gọi hỏi quản gia âu anh phải hỏi chắc xem cô về chưa thiếu ra tiểu vân có nhà không dạ tiểu thư vẫn chưa về ạ không phải anh và cô đi chung à sao bây giờ anh gọi điện hỏi cô mà không ở nhà cô đi đâu chứ tay anh bóp chặt điện thoại khuôn mặt tức giận hiện ra cô nói dối anh à xem định vị xem cô ấy ở đâu anh hơi lớn tiếng lệnh cho trần hảo anh mua điện thoại mới cho cô cài đặt định vị trong máy cô chỉ cần mở ra thì sẽ biết ngay chú à, cô ấy đang ở quán ba linh ạ à? anh đang tức giận hay không thể chậm trễ được Một lần anh bực tức chuyện gì trợ lý trần cũng đứng ngồi không yên đi nhanh đi cô được lắm xem ra hôm nay anh dạy dỗ cô thế nào đây trợ lý trần mau chóng lái xe đưa anh đến bà Hân vừa bước vào quán bà Thì lia mắt tìm cô Càng nổi điên khi thấy bên cạnh cô có chu tống Vân đang dựa đầu vào vai anh ta mà ngủ Đã thế cô mặc váy ngắn Để lộ đôi chân trắng nõn của mình Là ai dạy cô ăn mặc thế kia Màu nóng quanh lên tới não Hai tay nắm chặt nửa cả gân xanh Tôi cảnh cáo cậu không được đến gần vợ tôi kia mà Anh đi tới chưa gì đấm chu tống một cái Chu Tống bị đánh bất ngờ Cũng không có chút phòng bị Anh bị ngã từ trên ghế xuống anh làm chồng kiểu gì để cô ấy uống say mà không biết? Chu Tống cũng không nhiều nhịn nắm cổ áo của anh, là anh ta đến đây uống rượu với bạn, sau đó tình cờ gặp cô say rượu, thấy vậy Chu Tống không thể làm ngơ mà đi tới đỡ cô. Hân hít hơi khí lạnh, anh hất mạnh tay Chu Tống khỏi người mình, anh xoay người qua bế cô lên. Anh lạnh giọng tuyên bố: Tôi thế nào không cần cậu quan tâm, nên nhớ Vân là vợ tôi người của phó thừa hân này đừng có hòng động vào. Dù anh là gì, dù anh ta có là gì, anh không cho phép chu tống đến gần cô. Và lại Vân cũng không còn là em gái của chu tống nữa. Anh nhìn qua trợ lý Trần, gọi điện cho mạnh đến đây đón bạn gái cậu ấy về đi. Thân là con gái, sao hai người uống say thế này? Nhờ đâu có tên nào cuối dối thì sao? Lần đầu cũng như lần cuối nhất định anh khóa chân cô lại. Anh bế cô khỏi nơi này Đặt cô lên xe thắt dây an toàn Sau đó lái xe chạy đi Trợ lý Trần ở đó cùng với Chi Cho đến khi Mạnh đến đón thì mới về Anh tức giận như vậy à Chẳng nhẽ đang ghen Tình huống lúc nãy khiến cho trợ lý Trần Không dám thở mạnh Chủ tịch của anh đúng là quá đáng sợ Tiếng chuông đồng hồ vang lên Khiến cho Vân giật mình tỉnh giấc Cô nhìn quanh biết được đây là phòng mình Ôi mà tối qua ai đưa cô về Thực sự trong đầu cô không nhớ cái gì cả Cô không có thời gian mà nghĩ nhiều Mà mau chóng chóng rời giường thay đồ đi học nữa Chỉ mới uống rượu thôi Thế mà đầu cô đau quá Lại còn rất mệt Sau này nhất định không động nữa Chào buổi sáng Cô đi xuống phòng khách thấy anh Rồi lên tiếng chào hỏi Cô ngồi xuống cạnh anh Trên môi nở nụ cười tươi Hôm qua cô nghĩ kỹ rồi Nếu anh không thích mình Cô mặt dày theo đuổi ngược anh thôi dù sao anh là mối tình đầu của cô Người đầu tiên cô thích Cho nên cô không dễ dàng bỏ cuộc đâu Với lại Vi và Thúy Chi đứng sau bài kế cho cô rồi Cô càng có động lực hơn Vì chuyện tối qua Cho nên hân ngó lơ cô Sáng nay cô vui vẻ thế này Chắc chắn một điều những việc tối qua cô không nhớ rồi Anh sao thế? Có chuyện gì không vui à? Cô ôm cánh tay anh nhẹ giọng hỏi Sao không nói chuyện với cô nhỉ? Cô có làm gì đâu? anh cau mày nhìn cô đúng là anh không vui nhưng là vì ai nào anh ghi em giọng em còn dám hỏi à về mặt nghiêm túc của anh khiến cô lo lắng vì sao lại không được hỏi và cũng chỉ là câu hỏi bình thường anh đâu cần tỏ thái độ đó với cô dám chứ bộ hôm nay anh bực bội chuyện gì sao tại sao khó chịu với cô như vậy tối qua em đi đâu em đi chơi với bạn đi chơi với bạn xem ra cô chưa biết lỗi của mình tối qua khi về đến nhà là ai chăm sóc cô ai pha trà cho cô mọi thứ một tay anh làm thế mà người phụ nữ này không nhớ gì còn bày bộ mặt ngứa đòn với anh đủ là tức chết anh rồi vâng em biết tối qua mình uống say thế nào không anh nhắc lại một lần cho em nhớ nếu còn lần sau đừng trách anh mạnh tay với em em nghe rõ chưa anh nghiêm khắc dạy dỗ cô anh không nói đùa với cô nếu còn lần sai anh không tha đâu anh không thích cô đến đó càng không thích cô tiếp xúc với đàn ông khác nhất là cái tên chu tống kia anh không thích anh ta cứ nhìn cô rồi bám lấy cô nếu như anh biết tối qua cô say rượu chắc chắn người đưa cô về là anh rồi nhưng sao anh biết cô ở ba đúng là chuyện gì cũng không thể giấu được anh thật là anh đưa em về à đúng thì sao không phải chu tống khiến em thất vọng à anh lướt mắt nhìn cô ánh mắt như đang cảnh cáo cô làm sao dám trả lời đây với cả khi không anh nhắc chu tống làm gì bởi vì cô không bao giờ đi cùng anh ta anh biết rõ điều đó lại còn nói cô cười cười dựa đầu vào vai anh vui vẻ nói không có em biết ngay là anh mà vì chỉ anh mới chăm sóc em tốt như thế cô dùng lời ngon ngọt lấy lòng anh thật tình mà nói trước khi đi cô biết kiểu gì anh cũng tìm mình nhưng có điều không ngờ anh đến tận nơi đưa cô về người đàn ông này đúng là càng lúc càng nguy hiểm anh nhách môi cười được cô rũ ngọt khiến tâm tình anh tốt lên không ít trước giờ anh là người không dễ dàng bỏ qua chuyện gì nhưng đến khi gặp cô thì anh dần trở nên dễ tính ngoại lệ chỉ có mình cô thôi nhưng mà em có chuyện muốn nói cô đưa mắt nhìn anh tay khều khều tay anh vì thấy anh cứ mải mê làm việc ừ nói đi tối nay em đi sinh nhật bạn ấy không uống rượu và về sớm em hứa đấy ạ à cô vừa nói vừa hành động đúng thực hôm nay sinh nhật bạn cùng lớp có vi và chi nữa cho nên cô nhất định phải đi anh trả lời nhanh chóng không cô muốn đi anh không tin vào lời hứa của cô nên không bao giờ đồng ý vì sao có cả vi và chi nữa mà có bọn họ thì sao chứ tối qua chi cũng xanh như cô còn gì nữa anh không nói lần hai đâu nếu em nhất định đi thì sao lý do gì anh không cho cô đi chứ anh nhàn nhạt đáp vậy thì em đừng về nữa mới sáng sớm cô chọc điên anh rồi hết chuyện này tới chuyện khác anh không nhân nhượng với cô nữa đâu thôi được rồi em nói cho anh biết sinh nhật tối nay em sẽ đi dù anh có đồng ý hay không cô nói xong đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài khi nãy cô chiều lòng anh bây giờ thì không dù cô thích anh thật nhưng cô không chịu yếu thế trước anh đâu anh đừng có mà làm khó cô được thôi, cô muốn đi thì cứ đi Anh không quan tâm Nhất định tối nay không bao giờ đưa cô về Cô được tài xế đưa đến trường Khi bước vào lớp thấy mặt của Thúy Chi ủ rũ Trong đầu cô nghĩ chắc có chuyện rồi Này, cậu làm sao thế? Hôm qua ai gọi cho anh Mạnh nhỉ? À? Tớ bị anh ấy và cả ba mẹ đều la mắng Sáng sớm cô bị ba mẹ mắng vì chuyện tối qua Nên tâm trạng không vui nổi Cô với Vi nhìn nhau Làm sao hai người biết ai gọi Đột nhiên trong đầu Vân nghĩ ra một người Chính là anh Hân và Mạnh bạn trai của Thúy Chi Là bạn bè thân thiết Suy ra anh là người gọi điện cho Mạnh đến đón Chi rồi Đúng là anh chứ không sai được Bởi vì có việc đột xuất Cho nên hôm qua Vi về trước Chỉ còn cô với Chi ở lại Cho nên Vi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra Với hai đứa bạn của mình Chi nói tiếp Tớ nghĩ nói bạn trai của cậu đánh nhau với Chu Tống Cháu trai Chu Gia đấy Cô bất ngờ Hả? Phó Thư Hân á? Thực sự hôm qua chu Tống có mặt à? Lúc sáng cô không nghe anh nhắc tới chuyện đánh nhau với anh ta Nhưng vì sao đánh chu Tống nhỉ? Hai người có chuyện gì nữa? Đúng thế đấy Chi chỉ nghe bạn trai mình nói vậy thôi Cũng không rõ câu chuyện thế nào Và Mạnh thì cũng không rõ lý do nốt Ờ, tôi sẽ về hỏi anh ấy xem Cô muốn biết Vì sao anh và lại chu Tống đánh nhau Tối nay nhất định hỏi anh cho ra nhĩ mới được Đến giờ ra về Vân về thẳng phó viện Mà không đến công ty xin của anh Do tối nay cô bận Lát nữa phải chuẩn bị trước bài tập cho ngày mai Đó là lý do cô không thể đến công ty anh được Cô vào nhà Thấy quản gia Âu thì lên tiếng chào Chào chú ạ Hôm nay cô không đến công ty cùng thiếu giả Đừng vì chuyện lúc sáng Mà anh và cô giận nhau nữa chứ À không Hôm nay con ở nhà Con lên phòng trước ạ cô nói xong cất bước lên lầu thay đồ xong thì cô mới để ý chiếc váy mà chi mặc cho mình hôm qua ở cạnh giường nhặt lên xem thấy cái váy bị rách nhiều chỗ cô cau mày khó hiểu lúc cô mặc làm gì bị thế nhỉ chú tôi có ai thay đồ cho con ạ à? cô xuống hỏi quản gia âu xem thế nào ờ là thiếu gia tối qua anh đưa cô về rồi lên phòng và không hề gọi ai lên đồ thay giúp cô chú chú nói sao cô lắp bà lắp báp hỏi là anh thay đồ cho cô á không thể chứ thiếu gia đưa cô về pha trà giải rượu cho cô mọi thứ thiếu gia tự làm hết đấy vâng cảm ơn chú cô nhảy chân chạy lên phòng Vẫn tức đến nỗi sắp phát điên rồi gì mà mọi thứ do anh làm cô đâu cần anh thay đồ cho mình vậy anh thấy hết rồi à đã thấy lúc sáng anh điềm tĩnh đến lạ thường cô không nhắc đến chuyện kia anh như vậy cô có mặt mũi nào nữa đây dù sao cô là con gái mà và chắc chắn anh xé váy của cô Quá đáng, thực quá đáng mà Cô tức quá gọi cho anh Phó thừa hân Ai cho phép anh tự ý thay đồ cho em Đã thấy xe váy của em Anh về đây, em sẽ đánh chết anh Anh vừa bắt máy Thì cô lớn tiếng mắng Thử hỏi xem anh làm ra chuyện như thế Sao cô nhịn được Anh điềm đạm đáp lại Đó là chuyện sớm muộn thôi Em tập làm quen dần đi Cái gì không nên thấy anh cũng thấy hết rồi Em không cần bất ngờ như vậy Đúng là anh thay cho cô Tất nhiên thấy hết tất cả rồi Cơ thể của cô trắng lắm Nhớ tới thôi khiến lòng anh dạo dực Lần đầu làm cho anh nhớ mãi không quên Đồ biến thái nhà anh Cô nói xong thì tắt máy Không ngờ anh vô sỉ như thế Dám nói thẳng mà không chút áy náy Nói xem cô nên nổi giận với anh không Nhìn vào điện thoại Anh khẽ cười Bây giờ cô mới phát hiện có phải hơi muộn không nhỉ Anh chỉ thay đổi thôi Hoàn toàn không động đến cô nhưng khi thấy Vân cứ nháo nhào lên khiến anh rất buồn cười. Cô không cần làm quá lên như vậy, chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Khi nãy anh xem cam ở nhà, thấy cô về tới rồi. Và quản giao có gọi thông báo cho anh biết. Cô không đến công ty cũng không sao, miễn cô ở nhà là được. Khi cô chuẩn bị xong thì cất bước xuống lầu. Cô chỉ mặc chiếc váy màu trắng đơn giản mà trước đó anh mua cho mình. Tiểu thư, cô định đi đâu vậy? quản gia âu thấy cô chuẩn bị đi ra khỏi cửa ông lên tiếng hỏi con đi ra ngoài chút ạ thiếu gia dặn cô muốn đi đâu đợi thiếu gia về sẽ đưa cô đi lúc trưa anh gọi căn dặn rất kỹ nên quản gia âu không thể để cô một mình vậy được càng không thể làm trái ý anh nếu anh tức giận lên ông âu khó mà sống nổi cô đành làm theo ý của quản gia âu thực sự không biết khi nào anh mới về cô hẹn với hai người bạn mình gặp nhau ở trước nhà hàng rồi Tầm 5 phút sau Hân cũng về tới nhà Vân ngay tiếng xe của anh nhanh chân chạy ra ngoài Đi thôi Hân đảo mắt nhìn cô Nhìn chiếc váy dài có tay như vậy Mới khiến anh hài lòng chứ Anh mở cửa cho cô vào trong Hôm nay chính anh là người đưa cô đi Suy đi nghĩ lại Nếu anh không đồng ý để cô đi Chắc chắn cô trốn anh mà đi Vậy nên có anh đi cùng cô an toàn hơn Vài phút sau đó Hai người cũng đến nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật Cô thấy Vi với cả Chi vừa xuống xe Thì lên tiếng gọi bọn họ chờ mình Cô mới hỏi Anh có vào cùng em không Không Chỗ đó toàn con nít Có gì thú vị đâu chứ Thế anh về trước đi Không cần chờ em đâu nhá Tạm biệt anh Cô nói xong mở cửa xe bước xuống đi tới chỗ bạn mình Hân ngồi mãi trong xe không chịu rời đi Anh ở đây chờ cô luôn Nói đúng hơn anh không tin tưởng cô sẽ về sớm anh lấy laptop làm việc trong thời gian đợi cô về Nhìn đồng hồ hơn 15 phút trôi qua Chưa thấy cô ra Thì anh lấy điện thoại gọi cho cô Đổ chuông khá lâu cô bắt máy Đã xong chưa Cô khó chịu Vẫn chưa Chỉ hơn 10 phút thôi Anh đừng gọi em nữa Anh có bị làm sao không thế Cô chưa ăn gì mà anh đã gọi về rồi Anh lạnh giọng Cho em thêm 15 phút nữa phải về ngay đấy Cô không đáp Lập tức tắt máy cái gì mà thêm 15 phút Có ai đến dự sinh nhật người khác Chỉ có nửa tiếng rồi về không Người đàn ông này sao khó tính như vậy Chỉ là buổi tiệc sinh nhật nhỏ Cô cần gì phải ở lâu như thế Anh thì không thích đến nơi quá náo nhiệt Nếu có đi Chưa đầy 10 phút anh đã ra về rồi Thực sự anh không hề có hứng thú Với những buổi tiệc đó 15 phút chưa qua Anh chưa thấy bóng cô ra Trong lòng anh có chút bực nhưng cuối cùng anh lựa chọn tiếp tục chờ cô Để anh xem bao giờ cô mới chịu về Bên này Vân chơi rất vui Cô quên cả giờ giấc và lời căn dặn của anh khi nãy Này điện thoại cậu gieo kìa Chim ngồi cạnh nghe được tiếng chuông điện thoại của cô vang lên Tiếng nhắc nhở cô Thôi cứ mặc kệ đi Cô không nhìn cũng biết anh gọi Bộ anh không có gì làm à Sao cứ tìm cô mãi thế này Một lát sau phục vụ tiến vào chỗ cô Vân không để ý cho tới khi người phục vụ lên tiếng gọi cô Tiểu thư à Phó tổng đang đứng ngoài đợi cô Tôi biết rồi Dù cô không tình nguyện nhưng vẫn ra ngoài gặp anh Sao nay anh giấu chứng thế này Hết điện thoại Bây giờ ấy nhờ phục vụ gọi cô ra Về Lời vừa dứt anh nắm tay cô ra khỏi nhà hàng Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh Người đàn ông này bị điên à Anh có cần mạnh tay với cô như vậy không Còn nữa dù cô đi chơi bao lâu anh lấy quyền gì ngăn cản cô chứ anh buông ra cô dùng hết sức mình gạt tay anh ra vân hậm hực nhìn anh phó thửa hân đang làm cái gì thế này trước khi đi cô nói với anh trước rồi anh giả khờ với cô đấy à anh kéo em ra đây làm gì em bảo anh cứ về trước đi không cần đợi em cô bực tức nói nghe lời này của cô khiến anh nổi giận anh chờ cô gần một tiếng đồng hồ đổi lại là sự bực bội của cô đấy à em kêu anh về trước làm gì để em đi cùng người đàn ông khác đúng không vâng em chọc điên anh đấy à anh lớn tiếng đáp trả đúng đấy phó thừa hân em nói cho anh biết dù em đi cùng người đàn ông khác anh không có quyền gì mà nói em chúng ta đâu phải vợ chồng chính thức anh càng không phải bạn trai em thế nên đừng bao giờ can thiệp cuộc sống của em cô lớn tiếng phản bác lại anh là ai chọc điên ai chắc anh là người hiểu rõ nhất vì sao anh ăn nói khó nghe như thế nếu cô muốn đi cùng người khác đã đi từ lâu rồi anh nghĩ cô yếu thế hơn mình nên ngày càng ức hiếp cô đấy à hôm nay cô sẽ không nhường nhịn anh nữa đâu nghe đến đây vẻ mặt anh càng tức giận đúng là anh và cô chưa kết hôn thật nhưng hai người vẫn còn tự hợp đồng thế nên anh có quyền kiểm soát mọi thứ của cô em muốn phủi sạch mối quan hệ của chúng ta đấy à em nên nhớ bản hợp đồng kia vẫn còn giá trị thì em vẫn là người của anh anh có quyền xen vào những chuyện đó anh nắm chặt bắp tay cô Cô muốn thoát khỏi anh ư Không dễ Ngay từ đầu cô đề nghị anh kết hôn với mình Thì cô phải biết kết quả của nó thế nào Dù sao Anh vẫn không buông tha cho cô Càng không để cô rời khỏi mình nửa bước Em muốn hủy nó Em không muốn sống cùng anh nữa Tối nay em sẽ dọn ra ngoài Anh lấy lại bản hợp đồng kia hăm dọa cô Nhưng vẫn không sợ Dù sao không cần bồi thường gì Nên cô không phải lo về điều đó Em dám nói lần nữa anh nghe Từng câu từng chữ anh thốt ra khiến cô run sợ. Em nói em muốn dọn ra ngoài và hủy... Cô chưa nói hết câu, hai tay anh giữ chặt khuôn mặt cô. Sau đấy hần cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Thực sự anh không thích nghe những lời cô nói, nó khiến anh đau lòng. Tất nhiên anh không thể chấp nhận cô rời xa mình. Vâng, anh yêu em. Anh nói ra câu này hơi muộn, nhưng anh muốn em hiểu tình cảm anh dành cho em tất cả những gì anh làm đều là tốt và bảo vệ cho em anh thế với trời thế với cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em giọng nói của anh dần dần nhị nhàng lại đã đến lúc anh nói ra câu đó với cô anh sợ bản thân im lặng lâu quá sẽ mất cô chưa gì vẫn muốn rời xa anh làm sao anh tiếp tục ngó lơ được cô nghi ngờ hỏi ngược lại anh 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 nói sao lần trước câu hỏi anh vì sao anh không trả lời tại sao đến tận bây giờ mới nói ra câu này với cô anh thực lòng hay chỉ nói đùa như vậy anh nhìn thẳng mắt cô anh nói anh yêu em khuôn mặt anh nghiêm túc trước giờ chưa từng nói yêu ai cho nên không có chút kinh nghiệm anh chỉ nói những gì mình nghĩ thôi cô nhìn anh cười cười cô cũng không đáp lại anh lần trước anh không trả lời cô bây giờ cô làm thế với anh nhưng trong lòng cô thấy vui quá thực sự rất rất vui vân không nghĩ anh tỏ tình với mình ở đây càng không nghĩ anh cũng thích cô trả lời anh đi anh không đợi lâu mà lên tiếng hối thúc cô mau chóng trả lời mình. Để em suy nghĩ đã. Cô nói xong tự giác mở cửa lên xe của anh. Cô không từ chối anh là được. Anh bắt đầu lái xe chạy đi. Thấy tay cô, anh chủ động nắm lấy. Cô cũng không phản kháng cứ mặc cho anh nắm. Cả hai người mỉm cười, cô cảm nhận tình cảm của đối phương. Chỉ là không thể nói hết bằng lời thôi. Đúng, từ lúc cô hỏi anh thích mình không, anh cũng biết được tình cảm cô dành cho mình, có điều anh muốn mình chuẩn bị kỹ hơn, tìm cơ hội thích hợp tỏ tình với cô. Sau khi anh và cô về đến phó viện, Vân vội vàng lên phòng, vừa đóng cửa, cô nhảy cẫng lên vì vui mừng. Khi nãy trước mặt anh, cô phải kiềm chế, bây giờ không có ai rồi, cô bộc lộ hết niềm vui của mình. Được anh tỏ tình, khi cô vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Bây giờ cô hiểu cảm giác khen nó đáp lại tình cảm của mình thật sự rất hạnh phúc cô ở phòng tắm nghe tiếng gõ cửa là quản gia âu đến tìm cô à cô nhanh chân đi ra xanh đến đây không phải quản gia âu mà là phó thừa hân anh đến đây làm gì trước giờ anh chưa từng qua phòng cô khi anh xuất hiện trước mắt mình cô vô cùng bất ngờ anh thẳng thắn trả lời đến ngủ với em vì để cô nhanh chóng trở thành người yêu mình anh phải cố gắng bên cạnh cô nhiều hơn chưa có sự cho phép của cô hân vẫn hiên ngang bước vào phòng cô dù sao đi nữa đây là nhà anh anh cần gì phải sợ đúng không nào anh muốn ngủ cùng cô á không thể được em ngủ một mình quen rồi anh đi về phòng mình đi vừa đóng cửa đi vào thấy anh rất tự nhiên lên giường cô ngồi bình thường anh đâu có thế chắc chắn đầu óc hôm nay có vấn đề thật à anh không thích anh nói xong cặm cụi với cái laptop trên đùi mình anh đã qua được đây rồi thì không bao giờ đi đâu đâu. Anh Cô sắp cạn lời với anh, không ngờ anh mặt dày như vậy. Vân bỏ đi vào phòng tắm, cái gì phải tắm cho sạch sẽ trước đã, anh thì tính sau đi. Xong Vân ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Anh thấy vậy đi xuống giường rồi tới chỗ cô, giành lấy máy sấy trên tay cô tự mình giúp cô sấy. Từ ngón tay anh đan vào mái tóc mềm mại của cô khiến anh rất thích thú nhìn anh qua gương trái tim cô đập lệch một nhịp chính khuôn mặt điển trai này khiến cô say đắm còn nữa hành động của anh rất dịu dàng anh cứ như vậy sao cô chịu nổi đây tầm vài phút tóc cô đã khô anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô sau đó cúi người hôn lên mái tóc cô lúc này mặt cô có chút đỏ cô hò nhẹ và vỡ bầu không khí ngượng ngùng cô nhỏ giọng xong rồi đấy anh về làm việc tiếp đi anh thì thầm tai cô em đuổi anh đấy à ừ? cảm nhận hơi thở tự anh phả vào tai mình làm cho cả người cô run nhẹ em không có không có giọng khàn khàn của anh vang lên không đợi cô trả lời anh lập tức bế cô theo kiểu công chúa đi về phía giường trong lòng cô lúc này có chút lo lắng anh định làm gì cô chứ anh đừng có lại gần em cô đặt tay lên ngực tránh tiếp xúc quá gần với anh Thực sự cô không chút quen khi làm những hành động thân mật thế này Vâng, trả lời anh Em có yêu anh không? Không thèm để ý tới lời cô nói Hân nhanh chóng gỡ tay cô khỏi người mình Tiền thể nắm chặt tay cô đưa lên đỉnh đầu Anh trầm giọng Cô yêu không? Cô như mê hoặc trả lời anh yêu Cô nói xong mới biết mình lỡ lời rồi Cô cắn chặt môi Sao có thể nói thẳng như vậy chứ? Đúng là điên mắt rồi không được tự mình làm bị thương Anh sẽ đau lòng đấy Tay anh sở nhẹ môi cô Thấy cô tự cắn môi Lòng anh đau không kém Rất nhanh anh hôn đôi môi cô Nhìn đôi môi đỏ mọng làm sao anh kìm chế được Anh còn trêu đùa cô nữa Do anh chưa từng hôn ai Kỹ thuật có hơi kém Nhưng nhất định anh cố gắng tiến bộ hơn Bị anh hôn khi cô ngây người Cũng không có phản ứng gì cả Là cô đắm chìm vào nụ hôn của anh Sao nó ngọt ngào như vậy chứ trái tim cô sắp tan chảy rồi bấy nhiêu thôi là đủ rồi hân nằm xuống cạnh cô xoay người ôm cô trong lòng phó thưa hân anh thực yêu em đấy à anh có thể bên em cả đời không cô im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi anh cô sợ câu nói hôm qua là giả cô sợ tình cảm anh dành cho mình chỉ được một thời gian nào đó cô từng bị người thân bỏ rơi nên cô thực sự sợ cảnh đó giọng nói anh rất chắc chắn thật đấy Vân, em nhớ một điều, anh chỉ yêu mình em là được và sẽ dùng phần đời còn lại bảo vệ và bên cạnh em. Em tin anh không? Anh hiểu được cô từng trải qua chuyện gì nên anh dù chết cũng phải bảo vệ cô, yêu cô hết quãng đời của mình. Anh nói được sẽ làm được. Em tin anh. Em cũng yêu anh. Cô chủ động hôn môi anh một cái như đồng ý lời tỏ tình của anh. Vân có hơi ngượng úp mặt vào lồng ngực săn chắc của anh nói ra câu này cũng ngầm đồng ý làm bạn gái anh rồi hân vui mừng ôm chặt lấy cô cuối cùng thì cũng có được cô cảm ơn em tin anh nếu như cô đặt lòng tin ở anh chắc chắn anh không bao giờ khiến cô thất vọng cứ thế hai người ôm nhau ngủ rất ngon anh và cô trải qua một đêm ấm áp cùng nhau có thói quen thức sớm nên hân là người gọi cô thức giấc nhưng vân thì cứ nằm đó không chịu rời giường tay anh ôm chặt lấy cô em không định đi học đấy à muộn rồi đấy anh nhẹ nhàng vén tóc qua bên tai Để lộ gò má phú phính của cô Anh đưa tay véo nhẹ Cô không ngủ được Gạt tay anh ra khỏi mặt mình Biết anh là người chuyên phá giấc ngủ người khác Tối qua cô không để anh ngủ cùng mình rồi Anh đừng phá Cho em ngủ thêm xíu nữa Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng thôi Thấy vậy anh để yên cho cô ngủ Hân nhẹ nhàng đi về phía phòng mình thay đồ Khi anh xuống phòng khách quản dâu để ý sắc mặt anh hôm nay rất tốt Xem ra khi yêu vào trạng thái của anh thay đổi nhiều nhỉ Hơn 6 giờ cô từ từ xuống phòng khách tìm anh Thức sớm quá ra cô thức nổi Trong khi tối qua hai người nói chuyện khá khuya mới đi ngủ Cô nhẹ giọng Sao rồi đấy bạn sáng thôi anh Được rồi Hai người cùng đi vào phòng ăn Chỉ có mấy bước chân Vậy mà anh cũng phải nắm tay cô cho bằng được Vân có chút buồn cười Cô đâu có chạy mất anh lo gì chứ anh vẫn đưa cô đến trường như mọi ngày Hai người chính thức trở thành người yêu của đối phương rồi Cho nên những việc như vậy được anh quan tâm nhiều hơn Lúc lên xe anh kéo cô ngồi cạnh mình Tay anh tròn qua ôm lấy eo cô Sự nghi ngờ của trợ lý Trần được giải đáp Khi anh đến đón anh thấy hai người nắm tay nhau bước ra Trần Hạo nhận ra hình như anh và cô bắt đầu yêu đương rồi Nhìn anh xem Trước giờ Hân chưa từng nói chuyện hay hành động dịu dàng với anh nhưng bây giờ đối xử với cô thì vô cùng dịu dàng nhị nhàng. Anh làm nhiều năm với anh, thế mà không bằng một cô gái ở cùng vài tháng kìa. Bất công chưa. Cô nói, em vào đây, anh đi đường cẩn thận đấy. Này, không hôn anh à? Anh đưa mặt gần sát lại phía cô. Cô do dự vài giây, hôn chụt lên má anh rồi nhanh chóng mở cửa đi vào trường. Hôn anh là chuyện bình thường, nhưng vấn đề trên xe có có trợ lý Trần nên cô có chút ngại ngùng. Hân nhận được đụ hôn của cô thì vui vẻ mỉm cười Ánh mắt cứ mãi dõi theo cô Không nghĩ một ngày nào đó anh yêu cô gái trẻ con này như vậy Đúng là duyên thật Tâm trạng cả hai hôm nay rất tốt Vân có năng lực tích cực để học nhiều hơn Để giờ giải lao Vân, Vi với Chi cùng đi xuống căng tin để mua nước Hôm qua có người bỏ tớ và cậu đã đi về trước Chi này cậu nói xem Chúng ta xử lý thế nào nhỉ hai người biết chuyện anh và cô yêu nhau nên vi lên tiếng trêu chọc vân bây giờ có bạn trai rồi cậu ấy không cần chúng ta nữa chi được thể mà nói thêm vài câu các cậu có thôi đi không tớ không cần các cậu khi nào chứ biết là dưỡng thế nên vân không hề giận chút nào ba người bọn cô rất hay đùa nhau như vậy các cậu dám nói nữa thì đừng trách tớ đấy bọn tớ thích nói thì sao chi vừa hứa với vi xong thì nhanh chân chạy đi miệng không quên trêu cô thêm câu nữa nghe bạn họ nói tên anh vân đuổi theo để bịt miệng bạn mình lại hai người này hôm nay ăn nhầm cái gì sao lại có sức đùa giỡn như vậy chứ các người không có mắt đẻ à? có giẫm vào chân tôi phương bị vi đụng chúng cô ta hét lên vi có chút bất cẩn vô tình va vào phương đang tử trong lớp bước ra thấy bạn mình có chuyện cho nên Vân và Chi cũng đi tới Tôi xin lỗi, cậu có sao không? Vì rất nhiệt tình hỏi thăm cô gái kia Sao chăng cái gì? Giày tôi bị cậu làm bẩn rồi, tính thế nào đây? Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta rất không hài lòng trước câu xin lỗi của Vì Thật sự Vân không biết bạn học này là ai Nhìn cũng không quen mắt cho lắm Nhưng tính cách cô gái này cũng rất đanh đá Vân hỏi bạn nhỏ của mình Này Chi, Cô gái đó là ai Vì sao tớ nhìn cô ta chẳng thấy quen chút nào nhỉ Chí đáp Là cô gái lôi gia, Tên lôi Hà Phương Cô ta mới chuyển đến đây học Cho nên cậu nhìn không quen là phải Vì vì chi đều biết đến danh tiếng cô ta Phương nổi tiếng kiêu ngạo chảnh trẻ Cũng đúng thôi Lôi ra của cô ta nằm trong số gia tộc lớn mạnh của thành phố này Bởi vậy cô ta xem thường người khác như thế Ba người đồng loạt nhìn xuống thử Quả nhiên là bẩn thật những vết bẩn không lớn Cũng chẳng nhỏ Lau đi thì cũng ổn thôi mà Sao cô ta hà tất gì làm khó Vi Vi cố gắng kiềm chế Không để bản thân tức giận Cậu muốn thế nào Một cậu liếm hết vết bẩn đó ấy. Không thì cậu bồi thường gấp đôi cho tôi Cô ta hất cằm mình lên nói Gấp đôi à Vi nhìn cô ta cười nhạt Nếu Vi không phải người am hiểu về hàng hiệu Thì có thể để cô ta lừa mình nhưng chắc chắn đồ hiệu và các thương hiệu trong và ngoài nước vi hiểu rất rõ loại giày mà phương mang vi cũng có hơn nữa đôi giày của vi còn là giới hạn hiện tại thương hiệu kia cũng ngừng sản xuất nhìn thôi nhận ra giày phương mang loại 2 hoặc loại 3 từng được nét không khác gì cho lắm nhưng nhìn kỹ phát hiện màu sắc nhạt hơn so với loại giới hạn của cô hơn nữa giá tiền đôi này mãi mãi không bằng được đôi giày mà vi sở hữu vi vừa nói vừa cười chế giễu Tôi không bồi thường thì sao Cứ nghĩ cô gái lôi ra vác đồ hiệu đắt tiền trên người Không ngờ mang đôi giày vừa rẻ vừa xấu Giới hạn có năm đôi Vi phải trả khoản tiền lớn Khó khăn lắm mới có được Cho nên Vi cũng giữ gìn rất kỹ Phương bị nói chúng tim đen thì tức giận Làm sao Vi biết điều này Phương mất hết thể diện Gần như sắp nổi điên rồi Trước giờ chưa ai dám tố cáo cô ta như thế Thế mà hôm nay Vi nói thẳng mặt Khiến cho cô ta không còn đường chối cãi Đồ cô ta dùng rẻ tiền hơn so với bản giới hạn Nhưng Phương lại thích tân bốc bản thân Vì những lời khen ngợi của mọi người làm cho cô ta hài lòng Vì và Chi cười hả hê trước mặt Phương Vân không muốn có chuyện Cô nhỏ tiếng nhắc bạn mình Gần cuối năm Cô không thể để chuyện không hay xảy ra Có gì đáng cười Mày giỏi lắm Mày biết tao là ai không Mày không lau sạch giày cho tao ấy, Tụi mày không yên với tao đâu phường trợn mắt hù dọa vì cô ta nhìn qua vân và chi đứng đó không yên cậu định làm gì chúng tôi tiểu thư của lôi ra không nên ăn nói thô lỗ như vậy đã dùng đồ rẻ tiền tính cách cũng xấu xa đúng là mất mặt cho lôi ra chi nhịn không được cũng đáp trả cô ta như vậy cô ta có phải tiểu thư gia tộc có tiếng không vì sao ăn nói khiến người khác chán ghét không chỉ riêng hai người kia vân cũng thế lời nói cô ta nghe thôi cảm thấy trói tai Phương nghiến rằng Hôm nay tao nhất định dạy dỗ tụi mày Sau đó cô ta đi đến Vi Hai tay túm lấy tóc Vi Trước giờ Vi không sợ một ai Nên cũng đánh trả lại cô ta Bạn của Phương thấy vậy cũng lao vào giúp bạn mình Chi không thua kém ai Càng không thể để bọn họ đánh bạn mình Cho nên Chi cũng lao vào giúp một tay Vân đứng ngoài hết sức lo lắng Cô biết kiểu gì cũng có chuyện Nhưng cô thấy hai bạn mình gặp chuyện Thì cũng không thể làm ngơ Dù sao hai đứa rất bênh vực cô Cô nghĩ một mình chi lo được Nên chạy qua giúp Vi giải quyết Phương Bởi vì cô cũng không ưa tính cách của cô ta Vẫn phải dạy cho cô ta bài học Sau này đừng có mà kiêu ngạo nữa Hành lang lúc này xảy ra trận hỗn loạn Mọi người đứng đó xem và quay lại video Ai cho các em đánh nhau Mau dừng lại cho thầy Giáo viên của phòng giám thị lớn tiếng nói Không biết ai vào gọi giáo viên lên đây Nhưng may mắn khi thầy giáo kia lên tiếng Cả năm người đều dừng lại Quần áo tóc tai mọi người không ngay ngắn Giám thị đi trước mặt từng người Và nhìn qua một lượt Cô, Vi và Chi cúi mặt xuống Nhưng ba người nhìn nhau mỉm cười Xem ra bị bắt có chút thú vị May cả ba người không sao Tay bị chảy một chút ngoài da tôi Không nghiêm trọng cho lắm Các em theo thầy về phòng giám thị làm việc Nói xong thầy giám thị đi trước Sau đó là Phương và bạn cô ta Nhìn bộ dạng cô ta thảm hơn ba người bọn cô vì lên tiếng hỏi Cậu với Chi có sao không? Cả hai đồng thanh không sao Bên cô ta chỉ có hai người Sao đánh thắng ba người các cô được Với lại cô không để mình bị thương đâu Không sao là tốt rồi Cảm ơn các cậu nhé Không cần cảm ơn, đều là bạn cả mà Đây là chuyện của Vi Vậy mà liên lụy đến cô và Chi Đã thế lại còn bị bắt lên phòng giám thị Vụ việc lần này khiến Vi nhớ mãi không quên đây Khi ba người bước vào Lại bị Phương liếc Đều do bọn cô mới khiến cô ta trở thành bộ dạng như vậy Cô ta không phục Lý do gì các em đánh nhau Phương lên tiếng Bọn họ đánh em trước Thầy nhìn em vì thầy biết rồi ạ Vì hùng hằng đáp trả Cái gì Cậu nói cho tôi nghe ai đánh ai trước Ở hành lang có camera Thầy xem sẽ rõ ạ à? Vì vừa nói vừa tiến lên Làm cho Phương có chút sợ sệt lưu về phía sau Khi nãy đánh nhau Thực sự vì rất mạnh cho nên cô ta không địch lại được Thầy giám thị tiếp tục lớn tiếng Im lặng ngay Các em lên tới đây rồi có muốn đánh nhau à Quy tắc nhà trường thế nào Các em không nhớ đúng không Sử vụ đánh nhau thế này Làm thầy đau đầu quá Mời phụ huynh các em tới đây Thầy sẽ gọi hiệu trưởng đến xử phạt tụi em Ở đó chờ thầy Hả mời phụ huynh Vân làm gì có phụ huynh mà mời Nếu giờ này gọi điện cho anh có bị anh mắng không Còn nữa Nếu anh biết cô đánh nhau trong trường thì càng nguy Vân đang lưỡng lự xem có nên gọi anh không Nhưng ngoài anh ra cô không còn ai cả Hiệu trưởng của trường rất nhanh có mặt Khi nhìn thấy Phương, Vi, Chi Hiệu trưởng nhận ra ba người này là tiểu thư của mỗi gia tộc có tiếng Cho nên thái độ khó chịu cũng biến mất Em gọi cho ba em rồi ạ Lát nữa ba em đến đây gặp thầy Phương thấy thầy hiệu trưởng của trường Thì đi tới giả vờ lên tiếng Không cần ba em tới đây Em về trước đi Chuyện này thầy làm rõ sau Trước khi cô ta chuyển đến đây Lôi ra tài trợ không ít tiền cho nhà trường Cho nên thầy khiêm không thể để mất khách quý như vậy Dạ em biết ạ à? Cô ta xoay người Nhìn ba người cười đắc ý Phải vậy chứ Dù sao địa vị gia đình cô ta cũng hơn ba người này Thầy còn tụi em ạ à? Phương đánh tụi em trước Vậy mà thầy bỏ qua cho cậu ấy Nhìn mặt thầy hiệu trưởng cũng biết ông cố gắng lấy lòng lôi ra Thôi được rồi hai em về lớp Không có lần sau đâu đấy Trường được phát triển mạnh mẽ, trở thành trường cấp 3 lớn nhất thành phố cho nên đều là các gia tộc lớn nhỏ tài trợ. Nên ông thực sự chẳng biết xử lý thế nào mới phải phép nữa. Chỉ hai người thôi á. Có nghĩa là Vi và Chi được về, còn Vân thì sao? Vị nói, có bạn y mà, cậu ấy đâu làm gì sai? Thầy muốn nói chuyện riêng với bạn em. Cô với hiệu trưởng có chuyện gì mà nói ngoài chuyện đánh nhau nhỉ? Trong đầu Vân cũng hiểu rõ, vì sao hiệu trưởng làm như vậy Là do không ai chống lương Nên hiệu trưởng nhắm vào cô mà Thôi các cậu lên lớp đi Lát nữa tớ về sau không sao đâu Cô xoay qua bạn mình nói nhỏ Bọn tớ chờ bên ngoài Để cậu đêm một mình chẳng yên tâm Vì vị chi không chịu bỏ cô một mình Nhưng nếu hai người ở đây cũng không được Chỉ còn cách ra ngoài đợi cô Vân gật đầu Sau đó hai người kia đi ra ngoài Cách phòng giám thị vài bước chân chờ cô Thì Em gọi phụ huynh của mình lên chưa Hiệu trưởng bắt đầu nghiêm giọng. Dạ chưa ạ Mau gọi đi Thấy không có nhiều thời gian với em đâu Hiệu trưởng khiêm tỏ vẻ khó chịu với cô Bất đắc dĩ cô gọi cho anh Nhưng có điều tiếng chuông đổ rất lâu Mà anh cũng chưa nghe máy Cô kiên nhẫn gọi lần nữa Khá lâu sau đó Hân lúc này bắt máy cô Ừ anh đây Anh đang bận à Cô gọi cuộc thứ hai mới gặp được anh Cho nên cô nghĩ anh bận Lúc này Hân đang họp cổ đông điện thoại anh để trong túi áo ban đầu anh cứ nghĩ là phó hành gọi nhưng khi xem thì biết là cô anh lập tức cho dừng cuộc họp để nói chuyện với cô thế nhưng sao cô gọi giờ này nhỉ không em nói đi có chuyện gì thế anh có thể đến trường phòng giám thị một lát được không ạ em ở đó vì sợ anh mắng mình lỡ việc của anh cho nên cô thực sự không muốn phiền anh tới quá nhiều được rồi anh tới ngay anh vội tắt máy rồi nói một câu tan họp bỏ ra ngoài anh biết chắc thế nào cũng có chuyện Cả phòng họp không khỏi kinh ngạc Trước giờ chưa từng có bỏ ngang cuộc họp nào Chắc hôm nay có chuyện gì quan trọng lắm Anh mới vội vội vàng vàng như vậy Trợ lý Trần à Chủ tịch đi đâu đấy Tôi không biết nữa Làm sao trợ lý Trần biết được anh đi đâu Như khi nãy anh thấy cô gọi tới Ở trường chắc xảy ra vấn đề gì ư Trần Hạo nhanh chóng đuổi theo anh Anh cấp tốc lái xe đưa anh đến trường cô học từ công ty của anh đến trường cô khá gần Nên rất nhanh Hân có mặt ở trường Đi gần tới phòng giám thị Thấy Vi với Chi đứng ở ngoài kia Anh thừa Hân Vân đang ở trong đó à Chi hướng tay chỉ cho anh Nhìn hai người bạn của cô quần áo không chỉnh tề Trong lòng anh dần hiểu ra Vì sao cô gọi anh tới đây Hiệu trưởng khiêm nói Người nhà của em tới chưa Nếu không tới thấy phê bình em trước toàn trường Hạ anh kiểm xuống hai bậc Ông tìm tôi à Đi tới trước cửa nghe tiếng hiệu trưởng khiêm đang trách mắng cô Hân vô cùng tức giận Anh bước vào thấy cô ngồi ghi ghi chép chép gì đó Bộ dạng của cô cũng không thua kém gì bạn mình Sao mặt anh trở nên lạnh lùng Ánh mắt sắc như dao nhìn qua hiệu trưởng khiêm Ai kêu em viết những thứ này Anh đi tới cạnh cô trầm giọng hỏi Cô đang cặm cụi viết bản cam kết Anh giật lấy tờ giấy từ tay cô Vẫn không nói gì Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nếu mình mà lên tiếng Hiệu trưởng chắc chắn để ý tới cô nhiều hơn Sự xuất hiện của Hân khiến hiệu trưởng kinh ngạc Cô còn quen với anh à? Phó Tổng à Cậu, cậu ngồi đi Chúng ta từ từ nói chuyện Hiệu trưởng khiêm trở mặt ngay Ông rất vui vẻ khi tiếp đón anh Trợ lý Trần kéo ghế cho anh ngồi Sau đó Hân tiện tay để cô ngồi lên đùi mình Anh ôm eo cô trước mặt hiệu trưởng Anh muốn cho ông biết rằng Vân là người của anh Ông ta càng không được làm khó dễ gì cô Vợ tôi gây chuyện gì thế Sao lại khiến hiệu trưởng khiêm đây hao tâm tổn sức như vậy Vừa nói tay anh vuốt ve tóc cô Chỉ luôn quần áo trên người cô Không, không, không có chuyện gì cả Hiệu trưởng khiêm không hề biết cô là vợ anh Bây giờ ông cảm thấy khó xử Càng không thể mất lòng anh được Không có gì à Vậy khi nãy ai bắt cối với bản cam kết Là ai giữ cối ở lại đây Anh lớn tiếng Nếu tôi không đến Vợ tôi bị ông làm khó tới bao giờ khi thế của anh khiến hiệu trưởng run sợ hôm nay ông chọc nhầm người mất rồi anh anh bớt giận cô đưa tay vút vút ngực anh bọn em đánh nhau với phương cho nên bị đưa vào đây nhưng cô ta vi về chi thì được thầy cho về chỉ còn em ở lại thôi cô ất ước kể cho anh toàn bộ nhìn bộ mặt giả tạo của hiệu trưởng khiêm đáng khinh chưa kìa khi nãy ông ta mạnh miệng bây giờ thì như chú rùa rụt cổ là hiệu trưởng thế mà chỉ nhìn vào ra thế người khác mà đối xử Vân rất ghét những người như thế, cho nên cô nói rõ ràng. Từ lúc quen biết cô, anh chưa bao giờ thấy cô tự đi gây chuyện với người khác. Cô đánh trả cũng là tự vệ, anh không trách cô việc đó. Ông nên giải thích thế nào đây? Vì sao tha cho những người kia, vợ tôi thì không? Là bọn họ tài trợ cho trường của ông à? Hiểu chưa khi em? Ông không cần những suất học bổng nữa đúng không? Vậy thì tôi rút lại hết, ông tự đi mà kêu gọi bọn họ. Anh nhìn hiệu trưởng như là ăn tươi nuốt sống Các suất học bổng của trường Do một tay anh và phó ra tài trợ Tất cả nếu như rút lại Nhà trường mất đi khoản đó Và danh tiếng của trường cũng sẽ giảm đi Ông ta rồi rít xin lỗi ấy đừng 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 Chuyện này là sơ suất của tôi Tôi thực lòng xin lỗi cậu Ngày mai tôi nhanh chóng giải quyết em xuôi Không ảnh hưởng gì đến vợ cậu Thôi được rồi Tôi để xem hiệu trưởng khiêm giải quyết thế nào cho em chuyện Tôi không muốn vụ việc này xảy ra thêm lần nào nữa còn không thì ông hiểu rồi đấy trước khi về anh xái bỏ tờ giấy khi nãy cô viết sau đó nắm tay cô đi ra ngoài anh chủ đáo khoác áo lên cho cô cô chỉ kịp nói với hai người bạn của mình vài câu thì bị anh đưa về hôm nay cô nghỉ ba tiết học cuối cùng anh không để cô ngồi cạnh mình trực tiếp bế cô lên đùi mình vân thuận thế dựa vào vai anh anh dịu dàng quan tâm em có bị thương ở đâu không không ạ à anh ôm cô trong lòng tay vuốt ve mái tóc cô thấy cô bình an không bị thương anh cũng yên tâm đôi chút nhưng về vụ việc kia anh không tha cho bất cứ ai cô ngước mắt nhìn anh nhỏ giọng cảm ơn anh cảm ơn anh vì xuất hiện kịp thời mỗi khi cô cần cảm ơn vì luôn bảo vệ và đứng về phía cô anh cần hành động của em cơ là người yêu của nhau anh không cần cô lúc nào cũng phải cảm ơn mình vì một chuyện gì đó cô hãy nhớ những việc anh làm cho cô là tự nguyện thay vào đó anh cần cô bày tỏ những hành động yêu thương với mình nhiều hơn cô hôn tặng anh hai cái vừa hôn má vừa hôn môi khi anh nói ra câu đó tự khắc cô hiểu anh muốn gì ở mình ngoan anh mỉm cười xoa đầu cô anh rất thích tính cách hiện tại của cô miễn cô nghe và làm theo lời anh thì cô sẽ được an toàn về đến công ty xin anh ra lệnh cho trợ lý trần chuẩn bị đồ cho cô thay quần áo trên người cô bẩn rồi làm sao mặc mãi được sau khi cô thay đồ xong tiếp tục đến cho anh làm nũng cô ngồi vào lòng anh hai tay ôm chặt lấy anh anh ôn nhu hỏi sao thế chỉ là muốn ôm anh một chút thôi mà cô rụi rụi đầu vào ngực anh gần anh cái cô dễ chịu nên cô chỉ muốn ôm anh thêm lát nữa hai chúng ta yêu nhau Vậy bản hợp đồng kia thì sao ạ? À? Phải đấy Cô quên mất cái bộ hợp đồng trước đây anh với cô ký Trong đó ghi rõ Một năm sau hai người hoàn toàn kết thúc cuộc hôn nhân này Và không còn bất cứ mối quan hệ Nhưng bây giờ hai người yêu nhau Khoản đó tính thế nào nhỉ? Em nói cái này á Anh với tay lấy tờ giấy trong chiếc hộp Ừ đúng rồi đấy ạ Anh không hề do dự Thẳng tay xé nó Bây giờ cái hợp đồng đó nó không còn giá trị anh đã xé rồi em không cần quan tâm hãy xem như nó chưa bao giờ xuất hiện đi cô cười cười ok anh tay anh cũng thật nhanh cô chưa kịp ngăn thì anh đã xé chúng thành nhiều mảnh hai người tình từ ôm ấp nhau ngay phòng làm việc còn cười nói rất là vui vẻ đột nhiên cánh cửa mở ra bà pháo ung dung bước vào phòng thì thấy cảnh anh và cô ôm nhau bà chỉ muốn tránh đi nhưng đã bị cô phát hiện hai đứa cứ tiếp tục mẹ về trước nhé bà cười cười lên tiếng bà lại phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi cô ngại ngùng ba gái à bác ngồi đi chú con chú con không làm gì cả vân thấy mẹ đi vào thì lập tức rời khỏi người anh và nhanh chóng đi tới chỗ bà phó bà đinh mễ nhìn cô cười vui vẻ đứa trẻ này ngại ngùng cũng đáng yêu thật chứ bởi vậy mới khiến con trai bà động lòng mà con có bận gì không dạ không ạ Bác gái, bác cần con giúp gì à? Dù cô bận cỡ nào Cũng không thể từ chối mẹ anh mà À, bác tính rủ con đi trung tâm thương mại một chút Dạ, được, được bác ạ Trung tâm thương mại Rất lâu rồi cô chưa đến đó Cho nên nghe bà nói cô đồng ý ngay Ừ, vậy thì đi thôi Em đi nhá, lát em về, bye bye anh Không cần đợi câu trả lời của anh Cô nhanh chóng đi cùng bà ra ngoài Cuộc nói chuyện giữa mẹ anh và cô Chắc chắn anh nghe hết Và cô cũng chẳng sợ anh không cho mình đi Hai người đi đến khu trung tâm thương mại Trong xe cô nói chuyện đôi ba câu với bà Chủ yếu hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ anh thôi Mẹ anh đột nhiên lên tiếng hỏi Hai đứa định bao giờ thì kết hôn Kết hôn gì chứ Cô còn nhỏ và chưa tính đến chuyện này Con với anh Hân cũng mới chỉ yêu nhau Nên con còn chưa nghĩ đến chuyện đó ạ anh và cô mới bắt đầu yêu nhau vài ngày Làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy được chứ Bà mới hỏi Thế sau khi con tốt nghiệp Làm lễ đính hôn trước Còn chuyện khác từ từ tính sau cũng được Bà suy nghĩ rồi Cô ở bên cạnh phó thừa hân lâu Thì cũng nên cho cô danh phận chứ Dù sao cô là con gái Mãi yêu nhau như vậy Đôi khi thiệt cho Vân Chẳng nhẽ mẹ anh không chê cô à Cô không có cha mẹ Càng không giàu có bằng các tiểu thư khác Vậy mà bà chấp nhận cô Hay là bà chưa biết hoàn cảnh của cô Ba gái Thật ra con là con gái Chu Gia Là người liên hôn trước đây với cả anh hơn. Nhưng mối quan hệ của con và Chu Gia thì không tốt Khi con chuyển đến ở cùng anh Thì không còn liên lạc gì với bọn họ nữa Cô vừa nói vừa xem biểu cảm của bà thế nào Con xin lỗi giấu mọi người lâu vậy Con chỉ muốn nói với bác Con với cả anh yêu nhau thực lòng Mong hai bác có thể tha lỗi cho con Cô chọn ra cách nói sự thật với mẹ anh Vì cô không muốn giấu diếm Cô muốn nói để mẹ anh biết và hiểu cho mình Mẹ anh đối xử tốt với cô như vậy Cô không nỡ làm bà buồn Đứa trẻ ngốc Chuyện đó bác đã nghe Hân kể lại Bác không để ý thân phận của con Càng không ngăn cấm tình cảm của tụi con Chỉ cần hai đứa hạnh phúc Thì hai bác cũng rất vui rồi bà biết chuyện nhưng bà không muốn hỏi thẳng cô bà sẽ chờ một ngày nào đó cô tự nói ra sự thật với bà và rồi cuối cùng cũng tới mà anh nói hết rồi á thảo nào khi cô kể ra bà cũng không bất ngờ gì cả vâng cô cảm ơn bác gái ạ nói ra hết rồi cũng khiến lòng cô nhẹ đi những chuyện quá khứ của mình thực sự cô không muốn đề cập về nó quá nhiều nên hôm nay chỉ nói với mẹ anh một lần duy nhất thôi hai người mải mê nói chuyện đến khi tài xế gọi thì mới nhận ra là tới nơi cô rất tự nhiên ôm lấy cánh tay bà sau đó cùng nhau đi vào bên trong bà chẳng nói gì bà thích cách cô thoải mái thế này hơn là suốt ngày rụt rè không chịu nói chuyện ngày mai bác có buổi tiệc bố con đi cùng vân này con đồng ý chứ bình thường mọi buổi tiệc bà đều đi cùng chồng nhưng ngày mai ông phó bận chút việc cho nên không tham dự được cùng bà Bà đi một mình thì buồn Vì thế mở lời hỏi cô Dạ được ạ à? Ngày mai con đi cùng bác Cô muốn đi để xem thử buổi tiệc Của các giới thượng lưu như thế nào Có thú vị không Được rồi bà đây đi bác chọn đồ cho con Nếu cô đồng ý Thì phải có đồ mới chứ Nên bà dắt tay cô vào shop thương hiệu Chuyên về váy xã hội đây cũng là thương hiệu do bạn anh mở Vẽ của cô một tay bà phó lựa chọn Nhưng thực sự nó rất vừa mắt cô Vân chỉ thích những chiếc váy đơn giản Bà tham khảo cô một chút rồi cũng hiểu ý cô Mua xong, hai người mua thêm một vài chỗ nữa Để mua thêm phụ kiện đi kèm Ba gái à, ba không cần mua cho con Con cũng không cần những thứ này ạ à. Cô thấy bà phó cứ ướm thử lên cổ mình thì liền từ chối Nhìn từ xem, bộ trang sức như vậy có giá lên cả chục, đôi khi cả trăm, sao mà cô nhận được chứ? Hơn nữa, cô thực sự không phù hợp với những đồ đắt tiền. Không sao đâu, xem đây là quà bác tặng con, nếu từ chối thì bác buồn đấy. Vì sao cô khiêm tốn thế này? Bà là người mua tặng cô, nên cô đâu cần sợ tốn tiền thay bà. Cô cũng đành đồng ý với bà. Trước đây cô chưa từng dùng những thứ đắt tiền như trang sức Cho nên Vân cảm thấy không cần thiết và tốn kém Bà Phó chọn hai bộ Một là của cô, còn lại của bà Có điều hai bộ trang sức kiểu dáng khá khá giống nhau Chỉ là của cô trẻ trung hơn xíu Tầm một tiếng sau Vân được bà đưa về công ty Cô cầm những túi đồ lớn nhỏ đi vào phòng anh Em về rồi Cô để gọn đồ một góc đi qua vòng ôm lấy cổ anh Em mệt chưa? anh kéo tay cô cho cô ngồi lòng mình anh cương chiều sờ lên khuôn mặt cô không ngày mai em đi dự tiệc của bác đấy em sẽ về sớm ạ cái gì cũng phải nói trước nếu không anh nổi giận thì khổ cô Thôi được rồi anh đi làm về sẽ đón em đi cùng mẹ anh thì không sao bởi có bà trông chừng cô Vân gật đầu đồng ý với anh cô ở lại cho anh thêm vài phút thì cô ra ngoài làm việc của mình tuy anh là bạn trai cô thật nhưng cô không thể ỷ vào anh mà lười biếng được Giờ tan ca của các nhân viên Anh và cô được trợ lý Trần đưa về phó viện Dạo gần đây anh tan ca sớm Nên Trần Hạo cũng được nghỉ sớm Chắc chắn vì anh có cô Nên tính tình thay đổi Dễ tính hơn trước nhiều mà Tôi đến anh ở thư phòng làm việc Hân chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý Trần Kiểm tra mail của cậu rồi xem thử chúng đi Anh lạnh giọng Vâng chủ tịch Vụ việc lúc sáng của cô bây giờ anh mới có thời gian mà tính tới Anh kêu trợ lý Trần làm rồi Chắc chắn hiệu trưởng kia không giữ nổi chức vị của mình nữa đâu Phương sẽ tính sau Bởi vì anh và Lôi Gia vẫn phải gặp nhau dài dài Khuya Anh tiếp tục đến phòng của Vân để ngủ cùng Lúc này cô say giấc rồi anh nằm bên cạnh ôm cô Cô chẳng hay biết gì cả Hân nhẹ hôn lên trán cô Rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ Hôm nay Vi và Chi đến trễ Cho nên Vân đành một mình đi tới lớp học Cô vừa tới cầu thang Thì gặp Phương Người kiếm chuyện với bạn cô hôm qua Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông nữa Nhìn người này xem ra tuổi tác hơn cô kha khá Nhưng khuôn mặt rất giống Phương Vân chắc đây là anh ruột cô ta phương dùng tay chỉ thẳng cô anh hai chính cô ta là người đánh hội đồng em hôm qua vân đoán không sai mà đúng thật là anh trai của cô ta đánh nhau thì phải có người bị thương đúng không tay và chân cô ta có kha khá chỗ bị bầm còn mặt xước vài vết thôi nhưng cha mẹ cô ta muốn làm ầm lên để đòi công bằng cho con gái mình nên hôm nay phương mới dẫn anh trai lô thiên vũ tới trường cô lên tiếng phản bác này tôi không phải người kiếm chuyện với cậu hôm qua cậu đừng có nói bậy dù cô ta gọi ai đến cô đây cũng chẳng sợ không phải cô với bạn cô cùng tấn công tôi à anh hai anh đứng đó làm gì nữa nói đi chứ tuy cô không phải người gây chuyện với cô ta nhưng vân cũng góp phần vào vụ này phương rất nhớ rõ mặt cô mà vũ từ nãy giờ im lặng đứng nghe hai người tranh luận nhưng vì điều gì anh trầm ngâm thế này nói thẳng ra vũ khi gặp vân thì có ấn tượng rất tốt với cô Đôi mắt to tròn long lanh của Vân thu hút anh Làm cho Vũ cứ mãi ngắm nhìn cô Thực sự rất xinh đẹp Hãy quay qua nhìn em gái mình Thôi được rồi, em lên lớp đi Em không đi, hôm nay anh phải đòi lại công bằng cho em Chưa gì Vũ đuổi cô ta lên lớp Dẫn anh tới đây để anh dạy dỗ bọn cô kia mà Đi nhanh đi Phương ấm ức không thể làm gì được Cô đành quay người bỏ lên lớp Về nhà nhất định cô nói với ba mẹ Thấy cô ta đi vân cất bước đi nhưng lại bị vũ gọi lại khoa đã có chuyện gì cô tỏ vẻ không hài lòng hỏi ngược lại anh ta hết em gái bây giờ thì anh trai làm phiền cô bọn họ định bao giờ mới cho cô lên lớp anh nhìn cô hỏi chuyện hôm qua thế nào cô kể cho tôi nghe được chứ anh về bảo em gái anh ấy tôi không thích kể nếu anh quá tò mò anh có thể tự đi tìm hiểu cô nói xong nhanh chân đi lên cầu thang chẳng nhẽ sáng sớm cô lại chửi anh ta Vân phải kiềm chế lắm mới nói chuyện đàng hoàng với anh ta được Vũ nhìn bóng dáng cô đi thì phì cười Đúng là có cá tính Anh đến đây không hề có ý định làm gì ba người Bởi vì ba mẹ anh kêu Với lại Vũ cũng muốn mọi chuyện em xuôi Cho nên mới có mặt ở đây Hơn nữa Vũ hiểu rõ tính cách em gái mình Nên anh đoán chắc Chuyện lần này cũng là lỗi của Phương một phần Cô ta được gia đình cưng chiều từ nhỏ Tính cách có hơi kiêu ngạo ở lôi ra chỉ có anh nói Thì Phương mới có nghe Nhưng nào ngờ đến trường Lại gặp được nhan tiểu vân Xem ra cũng không uổng công đúng không Vài phút sau Vì với Chi vào lớp Cô thấy vậy kể chuyện khi nãy cho hai bạn nghe Lôi Hà Phương lúc nãy dẫn anh trai của cô ta đến gặp tớ đấy Vì giật mình Sao gặp cậu á Cậu ta có làm gì cậu không Không ngờ lại dám dẫn anh trai mình đến đây à Phương bình thường to miệng như vậy Nhưng cuối cùng chỉ là dựa hơi gia đình Bọn họ không làm gì tớ Tớ chỉ nói hai cậu biết thế thôi Nếu như cô ta trả thù riêng Cô đây không nhường nhịn đâu Ờ, bọn tớ biết rồi Anh trai cô ta không phải là Lô Thiên Vũ à Anh ta vào tận đây luôn ư Xem ra có vẻ cưng chiều em gái mình Thời gian trôi qua nhanh Chưa gì đến giờ trưa Hân lái xe tới trường đón cô Gần đây anh chưa chút thời gian của mình đưa rước một cô gái Trước đây ngay cả giờ nghỉ trưa anh cũng làm việc Bây giờ thì khác rồi Khi cô xuất hiện Cuộc sống anh có chút gì đó Được gọi là mùi vị của tình yêu Anh làm việc có mệt không? Cô vừa lên xe Vừa lên tiếng hỏi thăm anh Nếu mệt thì phải làm sao đây? Anh lúc nào cũng đòi hỏi cô Nhưng Vân thì rất sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của anh Cô nhấn mười hôn lên má anh Như tiếp thêm sức lực cho anh Công việc hàng ngày của anh bận Lại phải lo khá nhiều chuyện trên trời dưới công ty Cho nên anh mệt mỏi là chuyện không tránh được mà Anh đưa tay xoa đầu cô Chỉ cần có cô bên cạnh anh là quá đủ Cô không cần phải trưởng thành Dù cô có trẻ con ra sao Thì anh vẫn chiều cô Hai người về đến phòng làm việc Trợ lý Trần đặt đồ ăn trưa của anh và cô trên bàn Cất ba lô của mình xong Cô nhanh chân đi dọn bữa trưa Cô gọi anh. Ăn cơm thôi nào. Ừ, được rồi. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, tay đặt ở eo cô nữa. Vân gỡ tay anh ra khỏi người mình, đang ăn cơm cần gì ngồi gần thế này chứ. Cô cảm thấy ngày nào cũng tốn tiền mua cơm, vậy tại sao anh không về phó viện ăn? Quan trọng hơn, anh còn được nghỉ ngơi nữa. Dù sao sức khỏe anh vẫn đặt lên hàng đầu. Vân đang quan tâm tới anh thôi. Chiều em đấy. Về nhà cũng được, chỉ cần là cô thích, anh đây sẽ làm theo ý cô. Sau khi dùng bữa xong, mỗi người làm công việc của riêng mình. Cho đến tầm 4 giờ chiều, có người của phó gia đến đón Vân về nhà chính. Cô bước vào trong, thấy phó hành đang ngồi ở phòng khách. Vân vì phép lịch sự nên chào anh trước. "Hôm nay anh không đi làm à?" "Có chứ, chị dâu chị ngồi đi." Anh thấy cô thì nên trở lên rất vui vẻ Phó hành nghe quản gia nói Hai người tình cảm với nhau Hơn nữa anh trai của cô rất yêu cô Cuối cùng anh có ngày hôm nay Ngày mà phó thừa hân Bị một cô gái làm cho mê mẩn Cô nhỏ tiếng hỏi Phó hành này Tôi hỏi anh một chút được không Chị hỏi đi Lôi ra phát triển thế nào So với phó gia Thì là hơn hay là thua chỉ là cô hơi tò mò về lôi ra Vân không rảnh Và cô nghĩ anh hiểu biết rộng hơn mình Cho nên mới hỏi anh thử xem Mới cô thấy hôm trước hiệu trưởng khiêm kia Cũng khá kiêng nể lôi ra Cô thử không biết địa vị lôi ra lớn cỡ nào Tất nhiên là Thua phó gia chúng ta Ở thành phố này Phó gia luôn luôn đứng đầu các gia tộc Không chỉ trong nước Phó gia là top 20 tập đoàn phát triển mạnh mẽ Ở Mỹ, Anh, Canada Có điều lôi ra phát triển cũng không kém chỉ đứng thứ tư sau hoắc và đỗ gia thôi nhưng quan hệ với phó gia thì lại không được tốt cho lắm chuyện năm xưa kể ra cũng dài khi nào có dịp thì em nói rõ với chị nhưng mà vì sao chị hỏi đến lôi ra bộ có chuyện gì à vì cô thắc mắc cho nên anh giải thích với cô rõ ràng nhưng đột nhiên hôm nay cô nhắc lôi ra làm cái gì chứ còn nữa không phải hỏi anh hân mà là hỏi mình à không có gì đâu Hôm qua tôi với bạn có chút chuyện với con gái của Lôi Gia Nhưng mà mọi thứ cũng giải quyết xong rồi Thì ra là thế Cô biết Phó Gia lớn mạnh Nhưng cô cứ nghĩ Lôi Gia ngang bằng với Phó Gia Để khi Phó Hành nói thì cô mới hiểu được Hai gia tộc này đúng là có khoảng cách khá là xa Cái gì cơ? Phương dám kiếm chuyện với chị à? Để em tính sổ giúp chị Anh cũng ngờ ngợ ra Chẳng có gì tự nhiên cả. Anh bình tĩnh đi. Hân, anh ấy xử lý giúp tôi rồi. Không sao đâu mà. Cô liền lên tiếng ngăn phó hành. Hai anh em nhỏ phó này, sao tính tình nóng này như nhau thế nhỉ? Quả nhiên làm anh em ruột quá là hợp. Nếu ở trường chị có chuyện gì ấy, phải nói ngay với em. Em không để chị chịu thiệt đâu. Cô là con dâu phó già. Anh Khang không thể để người khác bắt nạt cô được. Ừ, tôi biết rồi mà. Vừa nói dứt câu Người hầu xuống gọi cô lên lầu Chuẩn bị trang phục Lát nữa cùng bà đi dự tiệc Như lời bà phó nói hôm qua Khoảng chừng hơn 6 giờ chiều Bà và cô bắt đầu lên xe đến buổi tiệc Hôm nay cô mặc chiếc váy dài trễ vai màu trắng Kèm đó bộ trang sức đất đỏ Nhìn cô rất ra dáng tiểu thư của nhà giàu Bà nhìn cô mỉm cười Còn dâu phó ra thì phải thế chứ Bà dắt tay cô đi vào bên trong Vừa tới có một số phu nhân khác đến mời rượu Và nói chuyện cùng hai người Phó phu nhân à Đây là Con dâu tôi đấy Bà phó cười đầy tự hào giới thiệu về cô Vân thấy vậy cười nhẹ gật đầu Sau đấy cô có biết xưng hô thế nào Quả như là xinh đẹp quá nhở Ai nấy đều hết lời khen ngợi cô Dạ cô cảm ơn ạ à. Được khen tất nhiên cô vui nhưng thực sự cô không biết bọn họ khen thật hay khen giả nữa cơ Bà Phó nói Vân này, cô qua đó ngồi đi Lát nữa có phục vụ lấy đồ ăn cho con Cô nghe theo lời bà nâng váy Sau đó cất bước tới bàn ngồi Buổi tiệc này rất sang trọng Khách mời cũng rất đông Buổi tiệc của những người thượng lưu có khác Biết cô không quen đứng lâu Cho nên bà mới kêu cô ngồi cho đỡ mỏi chân Đình mễ đi gặp một số người bạn của mình quanh đó Món ăn ở đây đúng là cũng ngon thật Từ chiều tới giờ Cô chưa có gì lót bụng Cô thoải ngoái ngồi ăn Mà không e ngại chút nào Điện thoại kêu lên Em nghe hả? Ừ, em ăn gì chưa? Ở đó chơi với mẹ, lát nữa anh tới đón nhé Giọng nói của Hân vang lên Anh sắp xong việc Nửa tiếng nữa sẽ đến đón cô về Cô vâng một tiếng rồi tắt máy những buổi tiệc như vậy có chút nhàm chán nhỉ Bởi vì chỉ có người lớn tham dự thôi Vân ngồi một mình cũng sắp buồn chết rồi Đúng 30 phút sau Anh có mặt trước nhà hàng nơi diễn ra buổi tiệc Anh cũng đã gọi điện thông báo cho cô trước Vân thấy anh đang chờ mình Cô nhanh chóng buông đũa rồi ra ngoài tìm anh Nhưng chiếc váy của cô mặc Nó quá là dài Cô không cẩn thận tự dẫm lên váy Khiến cho cô loạn choạng sắp ngã Đột nhiên có người nào đó đỡ lấy tay cô Khi cô định quay đầu cảm ơn Thì nhận ra là Vũ Anh trai của Phương Người mà sáng nay cô vừa mới gặp đấy Cô lên tiếng Cảm cảm ơn anh Cô nhanh chóng cách xa anh ta Dù sao người đỡ mình là anh ta Cho nên cô có ghét cũng phải nói cảm ơn một tiếng Anh ta chậm rãi đáp Có gì đâu Chuyện nên làm thôi mà Vâng, vậy tôi xin phép Cô cắt bước qua mặt anh Lần này không để bản thân mình phải sơ suất nữa Ngay từ khi bước vào cùng bà phó Anh cũng vừa mới đến không lâu Vũ thấy cô thì lúc này liền nhận ra ngay Vẫn là vẻ đẹp trong sáng của cô lần nữa thu hút anh Để tôi dìu cô Anh đi theo định đưa cô ra ngoài Không cần Cô chưa kịp trả lời thì phó thừa hân lên tiếng thay cô anh cảm thấy để cô tự mình ra ngoài không yên tâm Cho nên anh đi vào đón cô Nhưng hân tận mắt chứng kiến cái cảnh này Anh không thể để người đàn ông khác đi cạnh cô được Anh nhanh chân đi tới chỗ cô Kéo sát cô vào người mình Tay đặt lên eo cô như đánh dấu chủ quyền Về nhà thôi em Anh không để ý tới Vũ Mà nhìn xuống cô Giọng nói ôn nhu vang lên Cô vâng một tiếng nhẹ nhàng Hai người cùng đi ra ngoài Lúc này đây Hân thay đổi sắc mặt anh nhìn cô vẻ không vui Vì sao cô lại để cho Vũ đến gần mình chứ Này anh sao thế Sau này em không được đến bên cạnh bất cứ người đàn ông nào ngoài anh Nghe rõ không đấy hả à? Anh nghiêm túc nói với cô Cô bĩu môi anh ích kỷ thật đấy Nhưng cô thì thích như vậy Anh nghe đấy hả à? Em biết rồi mà Cô nói xong cô vươn người hôn chụt vào môi anh Bộ dạng ghen tuông của anh kìa Có phải quá đáng yêu không Anh ôm cô trong lòng Cưng chiều véo nhẹ má cô Người phụ nữ này ngày càng biết lấy lòng anh rồi Đứng bên trong Vụ thấy rõ cảnh tượng hai người hôn nhau Cô là bạn gái của Hân à Phó thừa Hân Sao anh lại không biết điều đó Trước khi anh đến đón cô Cũng gọi điện thông báo cho mẹ mình rồi Anh cũng không vội về Mà chở cô dạo chơi vòng quanh thành phố một tay lái xe Tay còn lại đan vào tay cô Nhìn hai người thực sự rất hạnh phúc Cô xoay qua anh chậm rãi nói Này Hân Anh nghĩ xem em nên thay đổi cách gọi anh Bằng những cái tên thân mật hơn không nhỉ Tên thân mật á Cô muốn quậy cái gì nữa đây Em nói thử xem Anh có chút nghi ngờ nhưng vẫn trả lời cô Hi, Em gọi anh là anh yêu hay là chồng yêu nhỉ Cô nghĩ tới những cái tên trên Mà anh lúc này đây thích thú vô cùng Thôi được rồi cứ gọi anh thế nào em thích là được Chồng yêu hay anh yêu thì đều được hết Nhưng mà thôi Bây giờ anh lớn tuổi rồi Gọi anh như thế cũng thấy ngượng nhỉ Này Vân em chơi anh già đúng không Em giỏi thật Lát nữa xem anh phạt em thế nào Anh nghiến răng nghiến lợi đáp Nhắc đến tuổi mình anh liền không vui nhìn cô Lần thứ hai cô chê thẳng trước mặt anh rồi đấy Hai người cách nhau 10 tuổi thôi mà Đâu có gì mà lớn Đâu em đâu có chê anh đâu cô vội vội vàng vàng lên tiếng phủ nhận cô nói đùa thôi anh đâu cần để ý như thế cô nghe lời đe dọa của anh khiến cô dùng hết cả mình anh định làm gì cô hân nở nụ cười nguy hiểm bây giờ cô hối hận thì cũng đã muộn về từ phó viện đến lúc anh di chuyển xe xuống tầng hầm thì ở đây cô vội vàng đi vào nhà chiếc váy này dài quá khiến cô di chuyển khó khăn cô cũng bỏ luôn đôi giày cao gót kia ra sau đó nhanh tay cầm lấy váy của mình đi lên lầu Cô phải nhanh hơn anh Nếu không thì cô toi mạng mất Chỉ hơn 10 bậc thang nữa tới phòng mình Nhưng cuối cùng cô bị anh bắt được Lập tức vác cô trên vai Thả em xuống, thả em xuống Tay cô vỗ nhẹ ngực anh nhắc nhở Em dám chạy à? Vừa nói dứt câu anh dùng tay đánh lên mông cô Bộ cô nghĩ sẽ chạy thoát được anh ư Ngây thơ Đi thẳng vào phòng mình Sau đó để cô nằm xuống giường anh đè lên người cô Khóa chặt tay cô trên đỉnh đầu Để em thay đồ đã câu chuyện gì từ từ nói được không Cô dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ anh Khuôn mặt cô lúc này trông vô cùng đáng thương Em đừng hòng Anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn rất ngọt ngào Cô bị chìm đắm vào nụ hôn của anh Cũng vụng về đáp trả lại anh Lúc này đây Anh bắt đầu hư hỏng đôi bàn tay của mình Này 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 Anh đừng có biến thái anh nhìn thấy từ lâu rồi Em đâu cần phải che chắn gì nữa chứ Lúc này đây cô thực sự xấu hổ Khi thấy anh ngắm nhìn mình Anh nhìn đủ chưa hả Chưa Nhưng hôm nay em mệt Cho nên anh tha cho em đấy Nói xong anh bế cô vào phòng tắm Rồi cất bước qua phòng cô lấy bộ đồ ngủ cho cô thay Bắt đầu từ bây giờ Em ngủ ở đây đi Anh thấy cô bước ra thì lên tiếng Cô không nhanh không chậm đáp Nếu không đồng ý thì sao là ai khi nãy đánh vào mông cô Bây giờ cô phải làm khó anh Vậy thì anh qua phòng em ngủ Nếu em không cho anh ngủ thì sao Cô giỡn mặt với anh đấy à Này Vân Em muốn giống khi nãy không Về mặt nguy hiểm của anh lần nữa hiện ra Cô thấy vậy vội vội vàng vàng đồng ý với anh Được rồi em đồng ý là được chứ gì Anh đừng có bày cái bộ mặt đó chứ Ừ ngoan lắm Anh đưa tay xoa xoa đầu cô Ngày mai anh kêu quản gia dọn đồ của cô qua phòng mình là người yêu phải ngủ cùng nhau đúng không Hai người lên giường âu yếm với nhau Vân nằm trong vòng tay ấm áp của anh Rất nhanh chìm vào giấc ngủ Dễ ngủ vậy à Anh khẽ hôn chán cô Anh còn chúc cô ngủ ngon nữa Hành động của anh biết anh đối với cô dịu dàng thế nào Hôm nay ngày nghỉ Anh để cho cô ngủ thoải mái vậy Còn mình dù đi làm hay không Anh vẫn thức đúng giờ Anh ngồi phòng khách nghiêm nhi trả sáng Và đọc chút tin tức Quản gia Âu đi vào thông báo với anh Thiếu ra Có người muốn gặp tiểu thư Là ai thế Chỉ mới sáng thôi Ai đến tìm cô sớm thế này Là quản gia Chu Cậu có cho ông ấy vào không Quản gia Chu Đột nhiên hôm nay muốn gặp cô là có chuyện gì chứ Được rồi cho vào đi Được lệnh của anh Quản gia Âu mới đưa quản gia Lâm vào trong gặp anh Chào phó tổng Quản gia Lâm đứng trước mặt anh lên tiếng Anh trầm giọng hỏi Ông tìm Tiểu Vân nhà chúng tôi có chuyện gì? À, là vì thím vui bệnh cho nên tôi qua đây thông báo với Tiểu Vân một tiếng, phiền phó tổng nói giúp tôi. Gọi điện cho cô không được, quả ra Lâm tới thẳng phó viện tìm. Thím vui là người nuôi cô từ nhỏ, cô rất hay quan tâm bà ấy. Chuyện này cũng không thể không nói với cô. Anh lên tiếng đáp, được rồi, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Vâng, vậy tôi xin phép về trước. Quả Gia Lâm nói xong, vội vội vàng vàng rời khỏi phó viện. Nếu như người của Chu gia biết ông tới đây, chắc chắn ông bị mắng nặng hơn có khi bị đuổi việc. Ông chỉ dành chút thời gian tới đây, càng không thể ở lâu được. Trước đây anh tìm hiểu qua, nên anh biết thì vui, đợi lát nữa cô thức anh sẽ nói lại với cô. Đúng 8 giờ, Vân đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt tươi tắn vì tối qua ngủ rất ngon. thứ An à, chào buổi sáng chồng yêu." cô ngồi xuống cạnh anh nhẹ giọng nói ừm um, chào buổi sáng vợ yêu anh cúi đầu hôn lên gò má cô với anh dù ở đâu anh vẫn thoải mái thể hiện tình cảm của mình thực sự không ngại những người xung quanh chút nào hôm nay cuối tuần anh muốn đi đâu không anh làm việc xuyên suốt phải chờ thời gian mà xả stress chứ em muốn đi đâu anh vừa hỏi vừa xoa xoa đầu cô cô hào hứng nói tất nhiên đi chơi mình ăn sáng xong rồi đi được không lâu rồi không đi chơi khi nhắc tới trong lòng cô phấn khởi Được rồi Nhưng còn một chuyện anh chưa nói với em Anh nói ra sợ cô lo lắng Nhưng không nói thì lại không được Anh cứ nói đi em nghe à Thì vui bị bệnh đang nằm ở chu gia đấy Miệng anh nói Nhưng mắt quan sát biểu cảm của cô Sao anh biết Cô bất ngờ khi nghe thím vui bệnh Cách đây một tuần cô gọi điện hỏi thăm bà Sức khỏe của bà vẫn tốt kia mà Chỉ mới hơn 4 ngày kể từ khi cô đổi điện thoại là vì Vân chưa rảnh để nói chuyện với thím. Lúc sáng quả ra bên kia cô đến đây báo tin. Sao mặt cô thay đổi thì anh biết cô lo lắng cho bệnh tình của thím vui. Vâng, em biết rồi. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho thím để hỏi thăm. Nói đến đây cũng biết thím vui quan trọng với cô thế nào. Thím à, là con đây, Vân đây ạ. À? Ừ, có đổi số mới rồi ư. Vâng, thím có khỏe không? Cô giả vờ chưa biết chuyện thím đang bệnh thím khỏe, khỏe mà Nói xong thì bất chợt ho vài tiếng Giọng nói yếu ớt thế kia mà cố tình nói dối cô à Cô biết được vì sao bà làm thế Bởi bà không muốn cô lo lắng nhiều mà Con nghe nói thím bệnh, thím đến bệnh viện chưa Hay con qua đưa thím đi khám Không không không, thím không sao Cần gì đến bệnh viện Già rồi bệnh vặt thôi con Năm nay thím 60 Đôi khi làm việc quá sức thường hay bệnh như vậy Cô có chút buồn giàu hay thím dọn qua đây ở cùng con được không con tiện chăm sóc thím vân không phải là người vong ơn bội nghĩa trước đây thím chăm cô rất kỹ bây giờ đến lượt cô chăm sóc lại cho bà thím đừng từ chối con nói chuyện với chồng con sau đó con đến đón thím không đợi bà trả lời cô tắt máy cô biết thế nào bà cũng từ chối cho nên cô tự mình quyết định chữ chồng phát ra từ miệng cô anh thực sự thích thú trái tim anh mềm nhũn từ lúc nào chẳng hay Đấy Cô gọi thế này Thực sự anh vô cùng hài lòng và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ hai cũng xin được kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe nội dung tiếp theo tập 3 của câu chuyện nhé. À, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.